Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Động. Tập 121. Chương 1201, Thôn Phệ Dị Hỏa, Cửu Tinh Đấu Tông. Trong tinh vực tràn ngập tử hắc hỏa diễm, nhiệt độ kinh khủng theo hỏa diễm ngày càng nóng rực, thậm chí ngay cả không gian cũng trở nên vô cùng vặn vẹo. Nếu không có một tầng phong ấn cách trở ngoài không gian kia, chỉ sợ với chừng này hỏa diễm trong giây lát sẽ bắn ra giống như một đáy núi lửa bị áp chế, đem đến tai nạn hủy diệt cho Thánh Đan Thành. Trong trung tâm tử vực tử hắc hỏa diễm, có một vị trí không gian trống rỗng. Nơi này không có chút hỏa diễm lưu động nào, tất cả ngọn lửa lưu động đến đây đều bị phân lưu mà bung ra ngoài. Tại khu vực hư không của tinh vực này, một thân ảnh hơi gầy đang khoanh chân ngồi, trên thân thể mơ hồ hiện lên một ngọn lửa màu nâu tím lượn lờ quanh thân thể. Mỗi một lần hỏa diễm này bốc lên đều làm tử hắc hỏa hải nhìn không thấy cuối kia nổi lên một trận dao động kịch liệt. Đối với sự thay đổi của hỏa diễm xung quanh, người trẻ tuổi kia ngược lại không hề phát hiện. Hắn từ lúc nhắm mắt lại đến giờ đã gần 8 tháng. Trong vòng 8 tháng này thân thể chưa từng có chút động tĩnh nào, ngay cả đến hô hấp của hắn đều trở nên thấp đến không thể nghe thấy. Nếu không phải có một tia sinh cơ vẫn dao động quanh thân thể đang nghỉ ngơi, chỉ sợ cho dù là ai cũng cho rằng nó là một thi thể không còn chút khí tức nào. Khi hắn đang ngồi như một lão tăng nhập định, một ngọn lửa màu nâu tím lặng yên thẩm thấu theo từ lỗ chân lông ra tay mà ra. Nó giống như rễ cây, quấn quanh các vị trí khác trên cơ thể, dùng một phương thức kỳ dị rèn luyện cơ thể, da tay, cơ bắp, thậm chí là xương cốt của hắn. Trong sự rèn luyện bậc này của tử hạt hỏa diễm, da tay Tiêu Viêm trước kia có chút trắng bệch dần dần trở thành màu cổ đồng, nhìn qua lại làm cho thân hình hắn càng có thêm cảm giác tràn đầy lực lượng. Theo trạng thái tĩnh lặng này của hắn, tựa hồ hô hấp của toàn bộ tinh vực đều dung hợp với nhau. Mỗi một lần hô hấp của Tiêu Viêm tăng lên, hỏa hải trong lòng tinh vực đều nổi lên trận trận khói lửa. Mà đợi khi hô hấp của hắn nhẹ đi thì những ngọn lửa lại bình ổn lặng yên trở lại, tinh vực lại quay về yên tĩnh. Cùng loại hít thở này, thời gian như đồng hồ cát lặng yên trôi qua, đến một ngày. Tinh vực vẫn vắng ngắt giống như dĩ vãng, không chút sinh khí nào tồn tại trong tử vực hỏa diễm này. Bỗng nhiên có thể nghe được tiếng hỏa diễm ào ào quét qua vang lên, nhưng tiếng vang này lại mang theo một hơi thở tử vong lại càng làm cho nơi này thêm vẻ hoang vu. Trong khu vực hỏa hải yên tĩnh, đột nhiên có một tia dao động truyền ra, theo phương hướng dị động nhìn lại chính là mảnh đất trống rỗng trong hỏa hải kia. Giờ phút này thân thể Tiêu Viêm đang nhập định, ngọn lửa màu nâu tím liên tục trào ra không ngừng, quấn quanh nhấp nháy. Cuối cùng, hỏa diễm mơ hồ hóa thành một hỏa long khổng lồ màu nâu tím cao chừng 10 trượng. Nếu có thể nhìn thấy rõ ràng, hỏa long màu nâu tím hiện lên này chính là bản thể trước kia của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bất quá, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa màu nâu tím hiện nay lại càng có thể thâm trầm cùng huyền bí. Gào. Hư không mà ngọn lửa màu nâu tím chiếm cứ, một thân thể hỏa diễm khổng lồ bao phủ lên thân hình Tiêu Viêm. Thân thể khổng lồ ngẩng đầu hét lớn một cái tạo ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng gầm vang vọng trong tinh vực đang tĩnh mịch, ầm. Theo tiếng gầm này vang lên, ngọn tử hắc sắc hỏa diễm đang yên lặng nhất thời trở nên dữ dội điên cuồng. Giống như bị một loại hấp lực kỳ dị ngưng tụ thành từng đạo tử hắc hỏa trụ không ngừng trào đến rồi bị hút vào trong cái miệng khổng lồ của hỏa long hư không kia. Càng ngày càng nhiều tử hắc hỏa diễm bị cự long cắn nuốt, màu tím trên thân thể cũng có vẻ càng nồng đậm hơn nhiều, mỗi một cái vảy của nó cũng trở nên rất sống động ngày càng giống như thật hơn. Vào, tử hắc hỏa hải trong tinh vực kia quá mức khổng lồ, mặc dù bị cự long liều mạng thôn phệ nhưng chưa làm cho diện tích của hỏa hải giảm bớt được bao nhiêu. Lượng hỏa diễm này là do tinh thần lực Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngưng tụ vô số năm mà thành, muốn đem nó hấp thu hoàn toàn, chỉ sợ hiện tại Tiêu Viêm khó mà làm được. Cự long thôn phệ đủ tử hắc hỏa diễm mới cảm thấy thỏa mãn, thân thể cao lớn từ từ thu nhỏ lại thành một ngọn lửa màu nâu tím chui vào trong thiên linh cái Tiêu Viêm. Khoảnh khắc đó, hai tròng mắt đã đóng chặt hơn nửa năm cuối cùng cũng run run, chợt từ từ mở ra. Phụt, hai tròng mắt đen nhánh mở ra, nhất thời tử hạt hỏa diễm trong hai mắt thiêu đốt cháy rực lên. Hai đạo hỏa mang từ trong hai mắt giống như hai tia laser bắn mạnh ra xé rách hỏa hải, tạo thành hai khe hở khổng lồ chừng 10 thước. Hỏa mang xẹt qua đến đâu, hỏa hải bốc lên một trận rồi mới chậm rãi thu lại. Ù,
Một hơi thở nóng dị thường chậm rãi theo yếu hầu Tiêu Viêm phụt lên, theo ngụm khí này phun ra, thì vẻ cổ đồng trên thân thể Tiêu Viêm cũng từ từ thu liễm. Cuối cùng cũng thành công rồi sao? Tiêu Viêm chậm rãi cúi đầu, nắm chặt hai bàn tay. Phù một tiếng, một ngọn lửa màu nâu tím liền tuôn ra. Đây chính là dị hỏa mới của hắn từ ba loại dị hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng vẫn lạc tâm viêm dung hợp mà thành tử hạt hỏa diễm này. Tiêu Viêm cũng không biết mấy cái dị hỏa ở gần đầu dị hỏa bảng kia kinh khủng đến mức nào. Nhưng dựa theo suy đoán của hắn thì loại dị hỏa mới sinh ra cũng phải có tư cách đứng vào 6 loại đầu tiên. Tùy theo nó là do 3 loại dị hỏa dung hợp mà thành, ngày sau dị hỏa này liền gọi là Tam Thiên Liên Tâm Hỏa đi. Nhìn tử hạt hỏa diễm trong tay, Tiêu Viêm mỉm cười nói khẽ. Bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt lại, đem tử hạt hỏa diễm thu vào trong cơ thể. Song trưởng hắn đột nhiên mở rộng, phía trên đầu phát ra một tiếng kêu thanh thoát như tiếng hạc trào dâng lên trong tinh vực tĩnh mịch này. Tiếng kêu ngân nga mà xương cốt cả người Tiêu Viêm đột nhiên cũng vang lên, kèm theo là một hơi thở mạnh bạo kinh người phát ra. Theo hơi thở mạnh mẽ này của Tiêu Viêm, hỏa hải trong tinh vực cũng thay đổi theo, bắt đầu bạo động dữ dội. Hỏa diễm giống như sóng lớn trong biển rộng điên cuồng gào thét. Mấy ngọn lửa khổng lồ cao cả trăm trượng như gió lốc, hình thành một hỏa long bao quanh thân thể Tiêu Viêm rít gào. Đấu tông tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, thất tinh. Hơi thở Tiêu Viêm giờ phút này liên tục tăng vọt làm cho người khác phải líu cả lưỡi. Nếu có người ở chỗ này chỉ sợ sẽ bị loại tốc độ thăng cấp này làm cho choáng váng. Người khác cần phải mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể đại được. Vậy mà lúc này thực lực của hắn lại như bão tố tăng vọt lên trong vòng 2-3 phút. Một màn kinh khủng như vậy, dù là người có định lực tốt chỉ sợ cũng phát điên mất, loại này nào phải chỉ là đi máy bay, cho dù ngồi tên lửa cũng không đến đạt tốc độ khủng bố này. Hơi thở điên cuồng tăng vọt, trực tiếp tiến tới thất tinh rồi lại tăng mạnh, cuối cùng đạt tới cửu tinh, gặp phải trở ngại mạnh mới từ từ đình trệ dần cũng hoàn toàn dừng lại. Tiếng kêu thanh thoát cùng thanh thế kinh thiên động địa cũng từ từ yếu bớt, mà hỏa diễm phong bạo kinh khủng ở bên cạnh cũng từ từ ngưng lại. Song trưởng nhẹ nhàng hạ xuống, cảm thụ được đấu khí bàng bạc trước kia chưa bao giờ có đang chảy xuôi trong kinh mạch, Tiêu Viêm không nhịn được rên rỉ một tiếng. Loại cảm giác thăng cấp này thật sự là quá mức tuyệt vời. Phần quyết quả nhiên là thần kỳ công pháp đệ nhất đẳng trong thiên hạ. Bàn tay nhẹ nhàng nắm, có loại uy lực uy nghiêm mênh mông này, quả thực Tiêu Viêm có xúc động muốn đem phiến không gian này đánh nát ra. Lúc này, Tiêu Viêm tin tưởng nếu tiếp tục gặp Mộ Cốt lão nhân kia, tất nhiên sẽ không như trước chỉ có thể chạy trốn. Cửu tinh đấu tông. Cảm ứng đấu khí trong cơ thể một chút, khóe miệng Tiêu Viêm cũng mở rộng tươi cười. Năm đó thôn phệ vẫn lạc tâm viêm thì hắn tăng vọt từ đấu linh đến đấu vương đỉnh, mà lúc này cơ hồ vượt qua một bậc. Lần này tuy nhìn qua có vẻ không được cuồng mãnh như trước nhưng Tiêu Viêm lại hiểu được cấp bậc của đấu tông hơn xa cái loại đấu linh tới đấu vương cấp bậc về khoảng cách năng lượng. Một người có thể thuận lợi từ đấu linh tiến vào cấp bậc đấu vương, nhưng thời gian tiêu tốn còn lẽ còn kém xa thời gian cần phải có để đấu tông tăng lên một tinh thực lực. Đây là so sánh giữa hai cái cấp bậc, làm sao có thể đem ra mà tính toán. Nếu thời điểm năm đó thôn phệ vẫn lạc tâm viêm mà Tiêu Viêm đạt đến tứ tinh đấu tông, chỉ sợ thực lực hắn nhiều lắm chỉ tăng lên tam tinh là cùng. May mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này không chỉ bài danh cao hơn so với Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà năng lượng ngưng tụ được cũng hơn xa Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể sánh bằng. Tiêu Viêm cười cười, phi thường hài lòng về trạng thái bản thân hiện giờ, ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn về Thiên Yêu Khôi bên cạnh lập tức cũng ngẩn người ra. Giờ phút này cả người nó đã chuyển thành màu ám kim, nhìn qua làm cho người ta có cảm giác kỳ dị không thể làm nó cứng cáp hơn nữa. Được như thế này là vì nhiệt độ rèn luyện ở đây sao? Tiêu Viêm giật mình thoáng có chút hiểu ra, nhiệt độ trong lòng tinh vực này cao đến đáng sợ. Nếu hắn không thôn phệ thành công Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chỉ sợ kết cục cũng cực kỳ thê thảm. Bây giờ sức chiến đấu của Thiên Yêu Khôi hẳn là mạnh hơn không ít, không biết có thể đơn đấu thắng Mộ Cốt lão nhân. Tiêu Viêm hăng hái nhìn Thiên Yêu Khôi, liếc mắt một cái liền phất tay thu nó vào nạp giới. Ánh mắt vừa chuyển về hướng từ hắc hỏa hải tràn ngập tinh vực này, những thứ này đều là do tinh thần chi lực của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngưng tụ vô số năm biến thành. Nếu phải để chúng lại nơi này, quả thật có chút lãng phí. Một khi đã như vậy, vật gì có thể dùng liền để cho ta, hắc hắc. Tiêu Viêm cười,
bàn tay hướng về phía Hỏa Hải đột nhiên nắm chặt lại. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1202, Hỏa Lôi Tử. Bàn tay Tiêu Viêm nắm lại, một luồng hấp lực đáng sợ theo đó bùng phát ra, từng luồng tử hắc hỏa diễm bàng bạc hóa thành những cột hỏa trụ gào thét ùn ùn kéo đến lòng bàn tay Tiêu Viêm. Ngưng, nhìn hỏa diễm hội tụ trong tay, Tiêu Viêm quát khẽ. Tiếng quát vừa dứt, năng lượng trong lòng bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên xoay tròn rồi dựng lên tạo thành một cơn hỏa diễm phong bạo. Lốc xoáy xoay tròn càng lúc càng kinh khủng, cuối cùng như hóa thành một cái hố đen. Tiếng ô ô trầm thấp không ngừng phát ra, làm cho không gian nổi lên từng trận dao động. Mà khi tốc độ nhanh đến một mức độ kinh khủng thì hỏa diễm phong bạo cao 10 trượng lại bắt đầu nhỏ dần đi. Nửa giờ sau, lốc xoáy đã chỉ còn lớn chừng 3 cái nắm tay, nhưng thế này vẫn chưa làm Tiêu Viêm hài lòng, bàn tay hắn nắm chặt lại, lốc xoáy đột nhiên gia tốc thêm một lần nữa. Ô ô ô, làn sóng chấn động đáng sợ từ xung quanh hỏa lưu khuếch tán ra. Một lát sau, hỏa mang chợt bộc phát ra một luồng cường quang chói mắt, những tiếng ô ô kỳ dị đột ngột vang lên. Hào quang tan dần, một hạt châu nhỏ bằng nắm tay trẻ con màu tử hắc xuất hiện trong tay Tiêu Viêm. Phía trên bề mặt màu tử hắc của viên châu còn mơ hồ có hoa văn kỳ dị hiện lên, nhìn qua có vẻ trong suốt. Mà bên trong tựa như còn có một ngọn lửa hừng hực đang không ngừng thiêu đốt. Nhìn tử hắc sắc châu thể thành hình này, Tiêu Viêm cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên trán đã có chút mồ hôi lạnh, xem ra ngưng tụ thứ này cũng không phải đơn giản như. Trong tưởng tượng loại châu thể ngưng tụ từ hỏa diễm này tên là Hỏa Lôi Tử, Tiêu Viêm từng phát hiện thứ này trong một số quyển trục mà Dược Lão lưu lại. Hỏa Lôi Tử này cũng khá kỳ dị, cần phải sử dụng thủ đoạn đặc thù đem một loại hỏa diễm đồng chất áp xúc lại đến cực điểm, cuối cùng hình thành dạng hạt châu như thế này. Chế tạo thứ này yêu cầu trình độ khống chế linh hồn cực kỳ khắc nghiệt, bởi vì khi áp xúc mà không cân bằng được sẽ dẫn đến hỏa diễm bạo phát. Đến lúc đó, hậu quả khi bị phản phệ sẽ rất nghiêm trọng. Nếu như không phải thực lực Tiêu Viêm hiện giờ đã tăng mạnh thì cũng không dám thử chế tạo Hỏa Lôi Tử này. Đương nhiên, Hỏa Lôi Tử mặc dù chế tạo rất phiền toái hơn nữa lại mang theo tính nguy hiểm, nhưng uy lực của nó lại không thể nghi ngờ. Lực phá hoại của thứ này cũng dựa trên nguyên liệu chế tạo ra nó, mà uy lực của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì không cần phải nói. Hỏa diễm này ngưng tụ linh hồn lực mênh mông, chính là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo Hỏa Lôi Tử. Tiêu Viêm đoán, một viên Hỏa Lôi Tử mà hắn chế tạo ra từ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu dùng bất ngờ thì dù là cường giả đấu tôn mà không kịp xử lý thì cũng sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Đang cùng kẻ địch nào đó giao thủ, đột nhiên sử dụng thứ này, hiệu quả chắc chắn sẽ rất khả quan. Chế tạo thành công Hỏa Lôi Tử, Tiêu Viêm lấy từ trong nạp giới ra một cái hộp gỗ nhỏ, rồi cẩn thận cất nó vào. Thứ này không thể dùng hộp ngọc, bằng không hàn khí của ngọc sẽ làm mất cân bằng trong đó, đến lúc lấy ra lại phát nổ ngay trong tay mình quả thật là một trò cười. Tiêu Viêm luyện chế thành công một quả vẫn chưa dừng tay. Nơi này quả thực là một nơi luyện chế do hỏa diễm thiên nhiên tạo ra, ở bên ngoài rất khó gặp được, tất nhiên hắn phải luyện đủ mới có thể bỏ qua. Đến lúc gặp được cường giả đấu tôn mà vứt mười mấy, hai mấy quả Hỏa Lôi Tử ra cùng. Lúc, cho dù là thực lực như Mộ Cốt lão nhân kia cũng không biết sẽ bị nổ tan xác thành cái dạng gì. Trong lòng nảy ra ý này, Tiêu Viêm cũng nắm chặt bàn tay cười hắc hắc, hít mạnh một hơi, hấp lực lại bùng phát ra. Dưới lực hút này, tinh vực đang tĩnh mịch lại một lần nữa sôi trào lên, hỏa diễm phong bạo gào thét thiêu đốt xung quanh. Dư chấn kinh khủng làm cho không gian vỡ ra thành không ít khe hở đen kịt. Bởi vì uy lực mạnh mẽ của Hỏa Lôi Tử luyện chế từ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Viêm miệt mài chế tạo như không biết mệt mỏi. Chế tạo những Hỏa Lôi Tử này tiêu hao không phải là nhỏ. Mặc dù là thực lực của Tiêu Viêm, chỉ tạo ra chừng 18 viên cũng đã bị vắt kiệt sức, không thể ngưng tụ tiếp nữa. Cảm thấy vậy, Tiêu Viêm cũng biết tốt xấu mà ngồi xuống xếp bằng tu luyện hồi phục. Nửa giờ sau, sự tiêu hao trong cơ thể hầu như không còn, đấu khí lại khôi phục đến 7-8 phần. Trong lúc khôi phục đấu khí, Tiêu Viêm cũng kinh hỉ nhận ra hiện giờ phần quyết cuối cùng cũng đạt tới địa giai cao cấp. Từ năng lực hấp thu cho đến luyện hóa của Tiêu Viêm cũng tăng mạnh hơn rõ rệt. Ngày trước cần phải nửa ngày mới khôi phục được đấu khí,
hiện tại lại không cần đến 1 giờ đã khôi phục hoàn toàn, đó chính là cái tốt mà phần quyết tiến hóa đem đến. Hơn nữa, lấy sự đặc thù của phần quyết, công pháp địa giai cao cấp bình thường còn xa mới được như nó. Dựa theo tính toán của Tiêu Viêm, phần quyết hiện giờ chỉ sợ có thể coi là đệ nhất công pháp dưới thiên giai công pháp. Đương nhiên, nếu là một ít thế lực từ thời viễn cổ hoặc là công pháp của chủng tộc truyền thừa thì cũng khó nói. Như cổ tộc của Huân Nhi truyền thừa nhiều năm như vậy, nếu nói không có công pháp đấu kỹ chấn tộc thì chắc chẳng có ai tin. Nhưng bất kể thế nào, hiện giờ phần quyết đã từ từ lộ ra tiềm năng của nó. Tu luyện phần quyết mà thêm dị hỏa tăng phúc, uy lực tự nhiên cực kỳ, khủng bố. Bây giờ chỉ bằng như vậy, dù Tiêu Viêm không sử dụng bất kỳ đấu kỹ nào, thì có là cường giả đấu tông đỉnh phong mà ngay mặt giao chiến cũng sợ không phải đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây Tiêu Viêm không khỏi nhớ đến đại trưởng lão của Băng Hà Cốc. Ngày đó, để đối phó với những cường giả như vậy, Tiêu Viêm phải dùng hết mọi thủ đoạn. Nhưng giờ hắn mà gặp lại, hắc hắc, Tiêu Viêm đảm bảo tên kia không có một chút cơ hội nào để xuất thủ. Ở trong lòng tự sướng một phen, Tiêu Viêm đứng dậy, lại một lần nữa muốn chế tạo một ít hỏa lôi tử. Nhưng ngạc nhiên phát hiện tử hắc hỏa diễm còn dư lại trong tinh vực đã không còn nhiều tinh thần chi lực lắm. Loại hỏa diễm này mà chế tạo ra hỏa lôi tử không chỉ uy lực kém đi, mà còn không thể bảo tồn lâu dài, đến thời gian sẽ tự động tiêu tán, cứ như vậy giá trị sử dụng cũng không lớn. Nhìn thấy vậy, Tiêu Viêm cũng đành lắc đầu bỏ qua ý muốn luyện chế 180 viên. Ánh mắt đảo qua một vòng, hắn liền đạp hỏa mà tiến tới không gian đại môn, cũng đã tới lúc nên đi ra rồi. Trong lúc Tiêu Viêm luyện chế hỏa lôi tử, thì cả tòa đan tháp cũng vì vậy mà lâm vào khẩn trương. Cơ hồ tất cả ánh mắt của cường giả đan tháp đều ngưng trọng nhìn lên bầu trời, nơi đang xuất hiện không gian bị vặn vẹo kịch liệt. Trong đó mơ hồ có một loại nhiệt độ cực kỳ kinh khủng đang tràn ngập ra, làm cho độ nóng của cả vùng xung quanh dần dần tăng cao. Mảnh bầu trời kia, người đan tháp tự nhiên rõ ràng đó là địa phương gì. Nơi đó chính là tinh vực, là một trong những cấm địa của đan tháp. Ai cũng còn nhớ rõ khoảng hơn nửa năm trước, Huyền Không Tử phải mang theo bộ dáng chật vật chạy ra. Với thực lực cường giả như vậy còn không dám ở lâu trong đó, thì nói gì đến những người khác. Hơn nữa, nếu hỏa diễm trong tinh vực kia hoàn toàn bùng nổ, thì chỉ sợ toàn bộ thánh đan thành này sẽ biến thành một tòa phế tích trong nháy mắt. Mà giờ đây, tinh vực hơn nửa năm không có động tĩnh kia giờ lại đột nhiên có dấu hiệu bùng nổ. Thậm chí, nó lại manh theo cảm giác không thể chống đỡ. Điều này quả thực làm cho toàn bộ người thánh đan thành đều hồn phi phách tán. Thực lực từ đấu hoàng trở xuống đều lập tức lui lại, các cường giả còn lại chuẩn bị kết trận bảo vệ thánh đan thành. Trên bầu trời, ba người Huyền Không Tử đang lơ lửng, sắc mặt nghiêm trọng ban bố mệnh lệnh. Bọn họ có thể thấy được sự thay đổi của tinh vực, nó đã trở nên hoàn toàn bạo động, nếu bùng nổ ngay lúc này thì sẽ là một tai họa khủng khiếp. Loại tai nạn này, dù là thánh đan thành cũng không chịu nổi. Huyền Y, Thiên Lôi Tử, chúng ta cùng hợp lực tăng thêm phong ấn. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh, Huyền Không Tử ngưng trọng nhìn hai người bên cạnh, trầm giọng nói. Ừ, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử cũng trịnh trọng gật gật đầu, bọn họ cũng hiểu lực phá hoại khi tinh vực bùng nổ. Tiểu Y Tiên, chúng ta có cần rút lui không? Trên một tòa kiến trúc của đan tháp, Thiên Hỏa Tôn Giả khẽ cau mày nhìn không gian vặn vẹo kia, nói với Tiểu Y Tiên. Hiện giờ Tiểu Y Tiên vẫn mặc quần áo màu trắng, chẳng qua hai má lại gầy hơn so với trước kia rất nhiều. Nghe được lời của Thiên Hỏa Tôn Giả nói, Tiểu Y Tiên khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta muốn chờ hắn. Ai? Thiên Hỏa Tôn Giả than nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Tử Nghiên đang buồn rầu bên cạnh. Nàng bây giờ không ngừng cầm sợi tóc khuấy động vào kim quang ấn phù trong lòng bàn tay, khẽ thầm thì, long ấn vẫn không có gì khác lạ, Tiêu Viêm chắc chắn không có việc gì. Nhưng vì sao lâu như vậy vẫn chưa có tin tức? Vừa nói chuyện, nàng vừa liếc nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh, hai tròng mắt Tiểu Y Tiên đang nhìn chằm chằm dao động không gian trên bầu trời, tăng thêm phong ấn. Trên bầu trời, Huyền Không Tử hét to một tiếng, ba đạo quang mang mạnh mẽ lướt vào không gian, mơ hồ nhập vào trong đó, tạo thành từng gợn sóng vô hình, lặng yên khuếch tán ra. Sau khi ba người Huyền Không Tử toàn lực thi triển phong ấn, không gian đang dao động kia cũng từ từ bình tĩnh lại. Nhưng không đợi mọi người trong thành vui mừng, không gian nơi cửa vào tinh vực đột nhiên vặn vẹo, một cái khe lớn quỷ dị xuất hiện trước ánh mắt ngơ ngác của đám người Huyền Không Tử. Làm lại, nhìn không gian quỷ dị vỡ ra,
sắc mặt ba người Huyền Không Tử trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ khó coi. Ầm ầm. Thanh âm vừa dứt, khe không gian kia đột nhiên rung mạnh lên, một luồng tử hắc hỏa diễm như gió bão khuếch tán ra toàn bộ Thánh Đan Thành, trong phút chốc, nơi đây liền lâm vào khủng hoảng. Kết đại trận. Sắc mặt Huyền Không Tử xanh mét, phẫn nộ quát. Rõ. Phần đông cường giả của Đan Tháp đồng thanh hét lên, từng luồng đấu khí hùng hồn bộc phát ra giữa bầu trời. Khụ khụ, hỏa diễm chết tiệt này, trở về cho ta. Ngay thời điểm cường giả Đan Tháp chuẩn bị kết trận, trong khay không gian đang tích tụ từ hắc sắc hỏa diễm kia, một thân ảnh gầy gò chậm rãi hiện lên, mơ hồ còn mang theo vài tiếng mắng chửi. Khi âm thanh này vọng xuống, thân thể đám người Huyền Không Tử và Tiểu Y Tiên ở trên tòa kiến trúc bên cạnh đều cứng ngắc lại trong nháy mắt. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1203, tin tức. Tiếng mắng vừa vang lên thì hắc sắc hỏa hải đang phun ra như núi lửa từ trong khe không gian kia nhất thời bị kiềm hãm, rồi trong ánh mắt dại ra của mọi người, chớp mắt nó đã lùi vào trong cái khe. Nhìn hỏa hải làm cho toàn bộ Thánh Đan Thành đều phải kinh hãi lại rút đi nhanh như thủy triều xuống như vậy, làm sự rối loạn trong Thánh Đan Thành đều dừng lại. Từng cặp mắt kinh dị cùng nhìn lên bầu trời, nơi không gian liệt phùng, từ trong đó hiện ra một thân ảnh hơi gầy. Kia là Tiêu Viêm, hắn vẫn còn sống sao? Thật khó tin ngay cả tam đại cự đầu của Đan Tháp cũng không làm gì được loại hỏa diễm đó, tại sao chúng lại nghe theo hắn? Sau một lát thất thần, rốt cục thì mọi người cũng nhận ra nhân vật nửa năm trước đã trở thành ngôi sao sáng chói của Thánh Đan Thành, những lời bàn tán xôn xao bắt đầu truyền bá ra. Bị nhìn chăm chú bởi vô số ánh mắt quái dị, dù lấy định lực của Tiêu Viêm cũng có cảm giác không được tự nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt ba người Huyền Không Tử, cười nói, ba vị hội trưởng, đã lâu không gặp a. Tiêu Viêm, ngươi thật sự còn sống. Khuôn mặt ba người Huyền Không Tử từ kinh ngạc chuyển sang khó tin, đặc biệt là Huyền Không Tử, hắn là người đã đi vào tinh vực và cũng là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh tàn khốc trong đó. Ngay cả hắn cũng không dám nán lại quá lâu, vậy mà Tiêu Viêm, hắn lại dám nghỉ ngơi 8 tháng trong đấy, hơn nửa lông tóc không hề hao tổn. Nhìn thân sắc kinh ngạc của ba người, Tiêu Viêm chỉ nhún vai, bàn tay chỉ vẫy nhẹ một cái. Không gian liệt phùng liền từ từ tiêu tán, mà nhiệt độ cực cao đang tràn ngập trong Thánh Đan Thành cũng theo đó mà hạ thấp. Khí tức của người. Ba người Huyền Không Tử cũng không phải là nhân vật tầm thường, từ từ hồi phục tinh thần, ánh mắt cẩn thận đảo qua người Tiêu Viêm. Sự kinh hãi trong mắt họ lại càng đậm, hiện giờ khí tức của Tiêu Viêm so với lúc mới bước vào tinh vực quả là một trời một vực a. Ngươi đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu. Đáy mắt Huyền Không Tử chợt lóe sáng rồi như nghĩ tới điều gì đó, liền khẽ hút một hơi khí lạnh. Hắc hắc, Huyền lão sẽ không muốn thu lại chứ? Tiêu Viêm hắc hắc cười nói. Nếu ngươi có thể đem tai họa kia giải quyết thì ta cũng không có ý kiến gì. Nhìn thấy Tiêu Viêm không phủ nhận, Huyền Không Tử cũng nhịn không được mà thở nhẹ nhõm một hơi, chợt lão than thở một câu, dù vậy, ta cũng không nghĩ rằng ngươi cư nhiên có thể hàng phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chúng ta đã tận mắt chứng kiến sự ngoan cố của tên kia. Tiêu Viêm cười cười, vừa muốn nói chuyện thì một đạo thân ảnh xinh đẹp màu trắng đã lao đến, chưa đợi hắn hoàn hồn liền vọt tới bên cạnh, ngọc thủ lạnh lẽo nắm thật chặt cánh tay hắn. Khuôn mặt thanh lệ động lòng người giờ phút này khó có thể che đậy được sự vui mừng lẫn sợ hãi, mỹ mâu phiếm hồng, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Yên tâm, ta không sao. Nhìn đôi mắt Tiểu Y Tiên phiếm hồng, giữ chặt lấy cánh tay hắn, trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút nhu hòa, nhẹ giọng nói. Hắc hắc, ta đã nói là hắn nhất định sẽ không sao à, long ấn của ta không thể nào sai được. Ở phía sau Tiểu Y Tiên, thanh âm của Tử Nghiên có chút đắc ý truyền tới, nhưng Tiêu Viêm vẫn mơ hồ cảm thấy được trong âm thanh của nàng còn mang theo một phần vui mừng cùng thở phào nhẹ nhõm. Diệu lão tiên sinh, khiến mọi người phải lo lắng rồi. Vỗ nhẹ ngọc thủ lạnh lẽo của Tiểu Y Tiên, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn Giả đang đi tới, mỉm cười nói. Thiên Hỏa Tôn Giả lắc đầu cười, ánh mắt đảo qua người Tiêu Viêm, trong mắt xẹt qua một chút kinh hãi, lão có thể cảm nhận được thực lực của Tiêu Viêm đã vào khoảng cửu tinh đấu tông. Lúc trước khi đi vào tinh vực, Tiêu Viêm chỉ ở vào khoảng tứ tinh đấu tông, mới có một năm không thấy mà thực lực hắn đột nhiên tăng mạnh đến bực này. Thật đáng sợ a.
theo sau Tiêu Viêm lâu như vậy, Thiên Hỏa Tôn giả tự nhiên biết rõ ràng sức chiến đấu của hắn. Chỉ bằng vào thực lực tứ tinh đấu tông mà đã có thể đánh bại thiên xà đã bước vào đấu tông đỉnh phong, hiện giờ hắn lại đạt tới cửu tinh đấu tông. Chỉ sợ trong hàng ngũ đấu tông bây giờ hắn đã không còn đối thủ, thậm chí một số đấu tôn cường giả có thực lực kém cũng không thể chiếm được tiện nghi gì trong tay hắn. Ai, tốc độ tu luyện của người này, quả nhiên thật đáng sợ, cứ như vậy chỉ sợ đột phá đấu tôn cũng không có gì khó khăn. Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ trong lòng một tiếng rồi nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên, nói, người lo lắng nhất trong khoảng thời gian ngươi mất tích chính là nàng. Không có lúc nào nàng không nghĩ tới việc đi vào tinh vực, nếu không có ba vị hội trưởng của đan tháp ngăn cản thì chắc nàng đã mạnh mẽ xông vào rồi. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm cũng nhìn thoáng qua khuôn mặt gầy đi không ít của Tiểu Y Tiên, nhất thời trong lòng nổi lên một cảm xúc phức tạp. Trên đời này thứ khó tiêu hóa nhất chính là mỹ nhân ân a. Lúc trước, khi Tiểu Y Tiên theo hắn rời khỏi Xuất Vân Đế Quốc, theo hắn tới Hắc Giác Vực rồi lại chạy tới Trung Châu. Dù ngàn dặm xa xôi nàng cũng không có nửa lời oán hận, tuy nói Tiêu Viêm toàn lực trợ giúp nàng khống chế ách nan độc thể, nhưng vẫn không thể dùng lý do đó để biện hộ cho phần cảm tình này. Như nhận thấy sự biến hóa trong mắt của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên có chút lúng túng, vội buông ngọc thủ của mình ra. Nhẹ giọng nói, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho ngươi, về sau đừng nên làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Tiêu Viêm gật đầu cười, thu liễm cảm xúc trong lòng, ánh mắt hắn đảo qua xung quanh, nhận thấy đan tháp như sắp xảy ra một trận chiến lớn. Không khỏi mỉm cười chắp tay về phía ba người Huyền Không Tử, nói, xin lỗi, đã tạo thêm rắc rối cho đan tháp. Chỉ cần ngươi không sao là được rồi, trong khoảng thời gian này, ta chịu không ít sự giày vò của Huyền Y. Với lại nếu như ngươi xảy ra chuyện ở đan tháp, ngày sau lão già Dược Trần kia phá vây nhất định sẽ đến tìm ta đòi người. Nghe tới tên sư phụ, môi Tiêu Viêm khẽ mím lại, trong mắt xẹt qua vẻ lãnh lệ, hiện giờ hắn đã thuận lợi đạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cũng tới thời điểm giải cứu lão sư khỏi tay bọn hồn điện rồi. Nhìn khuôn mặt có chút lãnh lệ của Tiêu Viêm, Huyền Y liền hiểu ra suy nghĩ của hắn, nhẹ giọng nói, đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, vào đan tháp đi, trong khoảng thời gian vừa rồi, chúng ta cũng nhận được một ít tình báo về nơi giam giữ Dược Trần. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm nhảy dựng, hạ ý thức gật đầu thật mạnh. Tại một phòng hội nghị, sắc mặt Huyền Không Tử ngưng trọng nói, theo tin tức chúng ta có được, thì trước khi hồn điện phái người đuổi giết người, bọn chúng từng có ý định chuyển Dược Trần đi, nhưng sau đó vì đan hội diễn ra mà tạm gác lại, nhưng trong khoảng nửa năm ngươi mất tích, bọn chúng đã có đầy đủ thời gian để làm việc này. Quả nhiên là đã chuyển đi rồi. Sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, nắm chặt bàn tay lại. Không biết hiện giờ lão sư đang bị giam giữ ở nơi nào. Ánh mắt Tiêu Viêm nóng rực nhìn chằm chằm ba người Huyền Không Tử. Năng lực tình báo của đan tháp so với một mình hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, có bọn họ hỗ trợ, sự tình tất nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có manh mối nhưng chưa xác định được, chúng ta cần thêm một ít thời gian mới có thể tìm ra tin tức chính xác. Huyền Y chậm rãi nói, nhưng ngươi cũng không cần quá gấp gáp, dựa theo những tin tình báo mà chúng ta có thì việc điều tra ra sẽ rất nhanh. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, thời điểm như thế này thì hắn chỉ có thể nhờ cậy vào những tin tức tình báo của đan tháp. Như nhận thấy nỗi lo lắng của hắn, Huyền Không Tử cũng an ủi vài lời, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Hồn điện cần Dược Trần cho một việc quan trọng, nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì chúng cũng không dám đả thương đến tính mạng hắn đâu. Ừm, đa tạ ba vị hội trưởng đã giúp đỡ. Huyền Không Tử trầm mặc một hồi, đột nhiên nhẹ giọng nói, mặt khác, nếu như có được tin tình báo rồi thì cũng chỉ có thể dựa vào một mình ngươi. Nếu chúng ta mà xuất thủ tất sẽ chọc giận hồn điện, đến lúc đó sẽ bùng nổ đại chiến, đan tháp bây giờ không phải là đối thủ của hồn điện. Đan tháp có thể giúp ta tìm ra nơi hồn điện giam giữ lão sư đã là tốt rồi, nếu nhiều hơn nữa thì Tiêu Viêm cũng có chút băn khoăn. Đối với việc này, Tiêu Viêm cũng không nghĩ gì, ba người Huyền Không Tử là cự đầu của đan tháp, mỗi cử chỉ lời nói của họ đều liên quan đến sự tồn tại của đan tháp. Mà thế lực của hồn điện lại cực kỳ khủng bố, nếu như đại chiến thực sự bùng nổ thì hậu quả thật quá mức khổng lồ. Vì vậy, dù là mấy người Huyền Không Tử, nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dám chân chính tuyên chiến với hồn điện. Ai, ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, hồn điện cũng là địch nhân của đan tháp, nếu như có việc gì chúng ta sẽ tận lực hỗ trợ ngươi. Huyền Không Tử có chút băn khoăn nói. Tiêu Viêm cười cười ôm quyền nói,
Nếu vậy thì xin cám tạ Huyền lão trước. Trong đoạn thời gian này, ngươi cứ nghỉ tạm ở Đan Tháp, một khi có tình báo là có thể lập tức động thủ. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, bàn tay nắm chặt, một khối ngọc phiến xuất hiện trong tay. Đây là vật truyền tin mà Phong Tôn giả đã để lại cho hắn trước khi đi, mà hiện giờ cũng là lúc nên dùng tới. Đến lúc đó, nhân thủ tề tụ, chỉ cần có tin tức là có thể đến thẳng nơi giam giữ Dược lão để giải cứu. Lão sư, yên tâm đi, một chút nữa thôi, đệ tử sẽ đến cứu ngài. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhẹ nhàng hít một hơi, một sát ý âm trầm xẹt qua đôi mắt đen nhánh. Hồn điện làm Dược lão chịu những thống khổ gì, hắn sẽ trả lại bọn chúng gấp trăm ngàn lần. Rắc, trong lòng nổi lên sát ý, Tiêu Viêm nắm chặt bàn tay, ngọc phiến bên trong liền vỡ tung ra. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1204, Phục Linh Thành Đàn. Mấy người Tiêu Viêm ngồi trò chuyện cùng ba cự đầu một hồi lâu rồi mới cáo từ rời đi, sau đó trở về phòng ngay lập tức. Trong khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì sao? Vừa bước vào phòng, Tiêu Viêm liền hỏi. Nửa năm trước vì Diệp gia công việc rất nhiều, Diệp Trọng lại đợi hoài mà không có tin tức của ngươi nên chỉ có thể dẫn Hân Lam thất vọng quay trở về Diệp Thành. Âm thanh của Tiểu Y Tiên vang lên. Ân. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hiện giờ Diệp gia đang trong gian đoạn khôi phục trở lại, thân là đại trưởng lão của gia tộc, Diệp Trọng không thể cứ mãi chờ đợi tại Thánh Đan Thành. Hắn ở đây nửa năm cũng đủ để thấy được thành ý rồi. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, người của Huyền Minh Tông đã tới gây phiền toái một lần. Thiếu tông chủ cùng hai gã trưởng lão của bọn chúng đã cùng nhau mất tích bên trong đan giới, e rằng đã lành ít dữ nhiều. Bọn chúng cho rằng là ngươi đã ra tay, vì vậy luôn luôn muốn tìm đến gây phiền phức. Tuy nhiên về sau có Tào Dĩnh các nàng đứng ra làm chứng rằng người của Huyền Minh Tông là do Mộ Cốt lão nhân sát hại. Hơn nữa còn có Đan Tháp đứng ra dàn xếp, cuối cùng bọn chúng tuy không cam lòng nhưng cũng phải rời đi. Tiểu Y Tiên cau mày lại, nói, nhưng theo ta thấy thù hận của bọn chúng đối với ngươi vẫn không giảm đâu. Hiện giờ ngươi lại rời khỏi tinh vực mà không xảy ra chuyện gì, nếu như bọn chúng nhận được tin này nhất định sẽ lại tìm đến sinh sự. Một lũ ngu xuẩn. Tiêu Viêm nhướng mày, phất phất tay, nói, kệ bọn chúng đi, nếu như lại muốn đến sinh sự thì cũng không cần phải nương tay nữa. Bọn chúng cũng không phải thứ tốt lành gì. Ân. Tiêu Viêm ngồi trên ghế, nhìn lướt qua thân thể là lướt của Tiểu Y Tiên, trong mắt xẹt qua chút kinh ngạc, hỏi, khí tức của ngươi trong hơn nửa năm nay dường như đã mạnh hơn rất nhiều à. Viên độc đan trong cơ thể có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện của ta, chỉ gần một năm nhưng tiến bộ cũng không ít. Tiểu Y Tiên nở nụ cười đáp, đâu chỉ là không ít, ai. Hiện giờ thực lực của ngươi e rằng đã đạt đến mức cao nhất của tam tinh đấu tôn. Tốc độ tu luyện thế này cho dù nhìn khắp cấp bậc đấu tôn, cũng rất ít người có thể so sánh được với ngươi. Ách nan độc thể quả nhiên là đáng sợ a. Thiên hỏa tôn giả ở bên cạnh cũng chỉ biết cười khổ một tiếng, âm thanh có chút phức tạp. Trong khoảng thời gian này thực lực của hắn mặc dù cũng có chút tiến bộ, nhưng nếu đem ra so sánh với Tiểu Y Tiên thì lại thua kém quá xa. Tam tinh đấu tôn đỉnh phong sao? Trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên một chút kinh ngạc, nếu giờ Tiểu Y Tiên hoàn toàn bộc phát ách nan độc thể mà nói, thì sợ rằng đã có đủ thực lực để đánh một trận với cốc chủ Băng Hà Cốc. Ách nan độc thể quả nhiên là huyền bí a. Diệu lão tiên sinh cũng đừng xem thường bản thân, chỉ ngắn ngủi gần một năm ngươi đã ổn định nhất tinh đấu tôn đỉnh phong. Muốn đột phá đến nhị tinh, thậm chí khôi phục lại thực lực trước kia cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tiểu Y Tiên cũng mỉm cười, nói, rất khó a, có thể khôi phục lại được thực lực đấu tôn cũng đã nằm ngoài sự mong đợi của ta rồi. Năm đó, ở thời kỳ đỉnh phong ta cũng chỉ đạt tới ngũ tinh đấu tôn mà thôi. Thiên hỏa tôn giả cười khổ một tiếng, lão có thể hiểu được muốn khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong sẽ khó khăn như thế nào. Mỗi một tinh đấu tôn muốn tăng lên là cực kỳ khó khăn, cho dù tiêu phí mấy chục năm, thậm chí trăm năm thời gian cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Chính vì thế hắn mới bị tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên làm cho kinh ngạc xen lẫn hâm mộ. Cũng không nhất định sẽ như vậy. Ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn, trầm ngâm một lát sau đó mới chậm rãi nói. Tu luyện bình thường muốn khôi phục lại quả thật cần phải tiêu hao không ít thời gian, nhưng còn có cách khác có thể đem thời gian đó rút ngắn lại.
Cách ngươi nói là dựa vào đan dược sao? Vừa nghe thấy vậy, bàn tay khô héo đang cầm chén trà của Thiên Hỏa Tôn giả khẽ run lên, trong mắt cũng xẹt qua một tia nóng bỏng. Ở trình độ của hắn bây giờ, đan dược có thể trợ giúp được cho hắn ít nhất cũng phải là bát phẩm đan dược. Diệu lão tiên sinh không biết đã từng nghe qua một loại đan dược có tên là Phục Linh Thanh Đan. Tiêu Viêm khẽ nói, Phục Linh Thanh Đan. Phản ứng đầu tiên của Thiên Hỏa Tôn giả là ngây người ra, sau đó quang mang trong mắt đột nhiên đại thịnh, khuôn mặt già nua cũng tỏ rõ vẻ kích động. Có phải đó là loại đan dược được xưng tụng rằng có thể làm cho thực lực đã bị thụt lùi của một người có thể phản hồi lại thời kỳ đỉnh phong, Phục Linh Thanh Đan? Ha ha, Phục Linh Thanh Đan quả thật có tác dụng này, nhưng cũng không có khả năng như ngươi nói, có thể trực tiếp khôi phục thực lực, đây chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi. Theo dự đoán của ta, nếu Diệu lão tiên sinh sử dụng loại đan dược này thì có thể khôi phục thực lực đến tam tinh đấu tôn. Tiêu Viêm cười cười, lắc đầu giải thích. Tam tinh, như vậy cũng quá đủ rồi. Thiên Hỏa Tôn giả cũng không quá thất vọng, có thể trực tiếp từ nhất tinh đỉnh phong đột phá lên tam tinh cũng đã là tiến bộ cực kỳ lớn rồi. Tuy nhiên, Phục Linh Thanh Đan chính là bát phẩm đan dược, luyện chế rất phức tạp, cho dù là bát phẩm luyện dược tông sư cũng rất khó luyện chế thành công. Nhìn thấy khuôn mặt Thiên Hỏa Tôn giả có vẻ chần chừ, Tiêu Viêm cũng không khỏi nở một nụ cười, nói, việc này hãy giao cho ta đi. Diệu lão tiên sinh từ trước tới nay đã giúp ta nhiều như vậy, giờ cũng là lúc nên báo đáp lại cho lão nhân ra rồi. Bất kể như thế nào, trong khoảng thời gian này, Thiên Hỏa Tôn giả cũng xem như là một trợ thủ đắc lực cho Tiêu Viêm. Trước kia bọn họ từng có giao kèo, chỉ cần hắn trợ giúp Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế ra thân thể mới để dung nạp linh hồn thì Thiên Hỏa Tôn giả sẽ hộ vệ cho hắn một năm. Hiện giờ một năm đã sắp qua, cho nên muốn giữ người ta lại thì tự nhiên phải cấp cho họ thêm nhiều ưu đãi một chút. Thêm nữa, có lẽ không bao lâu nữa sẽ phải đi hồn điện giải cứu Dược lão, đến khi đó đương nhiên đội ngũ càng mạnh lại càng tốt. Việc trợ giúp Thiên Hỏa Tôn giả gia tăng thực lực cũng chính là làm cho việc giải cứu sắp tới tăng thêm một phần nắm chắc. Ai, đại ơn này lão phu sẽ ghi nhớ trong lòng. Thiên Hỏa Tôn giả há miệng thở dốc, những lời khách sáo trong miệng muốn phát ra liền bị nuốt ngược trở lại, gật gật đầu, nặng nề nói. Ha ha, chờ ta nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày, cố gắng hết sức tranh thủ trước lúc có được tình báo của đan tháp, sẽ luyện chế Phục Linh Thanh Đan cho Diệu lão tiên sinh. Tiêu Viêm cười cười, đứng dậy cất bước về phòng của mình, nói, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Các ngươi hãy sớm đi nghỉ ngơi, nếu nhận được tin tức của đan tháp hãy lập tức cho ta biết, ta có thể sẽ bế quan vài ngày. Thấy vậy, ba người tiểu y tiên cũng khẽ gật đầu, chỉ có Tử Nghiên bất mãn thì thầm, lại bế quan nữa rồi. Trong phòng, bên ánh đèn nhu hòa, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường, một bàn tay nắm chặt lại. Trên bàn tay còn lại xuất hiện một quyển trục, đó là quyển trục Huân Nhi để lại cho hắn trước khi rời đi, ba ấn sau của đế ấn quyết. Đối với uy lực của đế ấn quyết, trong lòng Tiêu Viêm hiểu rõ vô cùng, đây chính là một bộ địa giai cao cấp đấu kỹ đầy đủ. Cho dù có đem tách từng ấn quyết ra thì vẫn mạnh hơn các địa giai cao cấp đấu kỹ khác. Mà nếu hội tụ đủ ngũ ấn, uy lực sẽ lập tức tăng lên thiên giai đấu kỹ, đế ấn quyết có thể trở thành một trong những tuyệt học của cổ tộc thì cũng không phải chỉ là hư danh. Đế ấn quyết được chia ra thành ngũ ấn nhưng Tiêu Viêm trước giờ chỉ mới học được có hai ấn mà thôi, nếu là trước kia thì uy lực của hai ấn cũng đã đủ để sử dụng. Nhưng hiện nay hắn phải chạm mặt với những cường giả ngày càng mạnh hơn thì khai sơn ấn cùng phiên hải ấn cũng từ từ lộ ra sự yếu kém. Bởi vậy, trước khi hành động giải cứu Dược lão, Tiêu Viêm phải luyện thành ba ấn còn lại của đế ấn quyết, đến lúc đó cũng sẽ có nhiều hơn một số thủ đoạn. Bên trong quyển trục mà Huân Nhi lưu lại chính là phương pháp tu luyện của Phúc Địa Ấn, Nhân Thiên Ấn, Cổ Đế Ấn. Bằng vào thực lực hôm nay thì việc tu luyện Phúc Địa Ấn đã không thành vấn đề. Ngược lại, tu luyện Nhân Thiên Ấn có chút miễn cưỡng nhưng vẫn có thể thành công. Tuy nhiên, về phần ấn quyết cuối cùng là Cổ Đế Ấn thì vẫn bất lực như trước. Dựa theo ghi chép trên quyển trục thì cho dù là bên trong cổ tộc cũng có rất ít người có thể tu luyện thành công. Bởi vậy có thể thấy rõ tu luyện ấn thứ 5 này khó đến thế nào. Dù vậy Tiêu Viêm cũng không tỏ ra quá tham lam, hắn hiểu rằng chỉ ăn một miếng sẽ không thể béo lên được. Có thể tu luyện thành công Phúc Địa Ấn cùng Nhân Thiên Ấn cũng đủ để thực lực hiện tại của hắn tăng lên không ít rồi. Trong lòng đã có chủ ý rõ ràng, Tiêu Viêm cũng không dám kéo dài thời gian quá lâu.
Tin tức bên trong quyển trục đều được ghi nhớ trong đầu, sau đó từ từ nhắm mắt lại, hai tay bắt đầu kết xuất một loạt thủ ấn phức tạp. Cấp bậc của đế ấn quyết là không thấp, tại cổ tộc cũng được xem là một trong những đấu kỹ cao thâm, mức độ khó khăn khi tu luyện dĩ nhiên là không nhỏ chút nào. Nhưng cũng may là Tiêu Viêm cũng không phải một kẻ mới nhập môn tu luyện, hắn đã có kinh nghiệm tu luyện hai ấn đầu tiên rồi. Hiện giờ tu luyện những ấn sau tuy nói rằng không thể chỉ luyện một lần đã thành công, nhưng ít ra khi bắt đầu cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Bên trong căn phòng yên tĩnh có một thanh niên đang ngồi xếp bằng, sắc mặt tỏ ra ngưng trọng, hai tay không ngừng biến ảo kết xuất từng đạo thủ ấn làm cho người khác hoa cả mắt. Mà trong lúc thủ ấn biến ảo, bỗng nhiên có một tia ba động kỳ dị lặng yên khuếch tán ra. Trong lúc Tiêu Viêm tu luyện đế ấn quyết, thời gian 5 ngày lặng lẽ trôi qua, mà trong 5 ngày này, từ phúc địa ấn cho đến nhân thiên ấn đều đã được Tiêu Viêm thi triển qua. Vô số lần, bằng vào kinh nghiệm của quá khứ, cộng thêm việc mất ăn mất ngủ, ngày đêm tu luyện thì phúc địa ấn đã bắt đầu tỏ ra thành thục, còn nhân thiên ấn bước đầu cũng đã tìm ra được phương hướng tu luyện. Dựa vào tiến độ như thế này thì việc nắm giữ toàn bộ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiêu Viêm mất ăn mất ngủ tu luyện liên tục đến ngày thứ 7 thì đột nhiên bị Tiểu Y Tiên cắt đứt. Ngay khi hắn còn đang vui mừng, tưởng rằng trong thời gian ngắn như vậy mà đan tháp đã có được tin tức của Dược Lão, thì Tiểu Y Tiên lại nói cho hắn biết đã có phiền phức tìm tới tận cửa. Tiêu Viêm đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trong mắt xẹt qua hàn ý âm lãnh, là Huyền Minh Tông. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, hơn nữa lần này người tới cũng không ít, xem ra tông chủ của Huyền Minh Tông thật sự muốn ngươi phải đền mạng cho con hắn. Khuôn mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, bước xuống giường, thản nhiên nói, một khi đã vậy, để ta thử xem hắn có tư cách này hay không. Thanh âm vừa dứt, hắn cũng đã bước ra khỏi phòng. Bọn chúng đã muốn đè đầu cưỡi cổ mình như vậy, nếu còn lựa chọn tránh né thì chỉ sợ cái danh vô địch đan hội sẽ bị kẻ khác đem ra làm trò cười. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1205, Dịch Trần. Phía bên ngoài đan tháp là một quảng trường được làm bằng đá hoa cương. Ngày thường, nơi này kẻ đến người đi, dòng người dường như chưa bao giờ dứt, mà đây cũng là một nơi có nhân khí khá thịnh vượng của Thánh Đan Thành. Tuy nhiên, vào thời điểm này, quảng trường vốn dĩ người qua kẻ lại không dứt này lại tụ tập thành một đám đông, giữa đám đông có một khoảng đất trống. Nơi đó có gần 100 người đang đứng sừng sững thẳng tắp như những cây trường thương, mơ hồ phát ra khí tức lạnh lẽo tràn ngập làm cho không ít người đứng xung quanh thoáng chút biến sắc. 8. Người này nhìn qua đã biết không phải dạng tầm thường, hiện giờ gióng trống khua chiêng đi đến nơi này rõ ràng là lai giả bất thiện. Giải thích lai giả bất thiện nghĩa là người đến không có ý tốt. Hết giải thích, hình như là người của Huyền Minh Tông. Lão giả áo xám cầm đầu kia có phải Huyền Thiên Nam, tông chủ của Huyền Minh Tông không? Không ngờ ngay cả lão quái vật này cũng tự thân xuất mã, rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì? Nghe nói là vì Tiêu Viêm, theo lời đồn đại thì lúc còn trong đan giới, thiếu tông chủ Huyền Minh Tông là Thần Nhàn đã bị Tiêu Viêm giết chết. Lão quái vật lần này đến đây hẳn là để báo thù a. Khó trách bọn họ lại tỏ ra đằng đằng sát khí như vậy, chuyện hôm nay xem ra không dễ giải quyết rồi. Nghe được những âm thanh bàn luận xôn xao xung quanh, ánh mắt vị lão giả áo xám liền trở nên âm hàn, lần lượt đảo qua đám người đang nghị luận. Nơi nào bị ánh mắt hắn quét trúng, mọi người đều cảm thấy trong lòng chợt lạnh, vội vàng ngậm miệng lại. Huyền Minh Tông không phải là một thế lực dễ đối phó, chỉ cần một lời không hợp là bọn họ sẽ rút đao xử lý, đây là chuyện cũng không hiếm gặp. Và lại, với tính cách có thù tất báo của bọn họ, nếu ai đắc tội thì kết cục cuối cùng sẽ rất thê thảm. Thần Tông Chủ, nơi này là đan tháp, giờ ngươi mang theo nhiều người đằng đằng sát khí đến nơi này cuối cùng là muốn làm gì? Đang lúc mọi người kinh sợ dưới ánh mắt âm trầm của Thần Thiên Nam thì chợt có một tiếng quát lạnh truyền ra từ đan tháp. Một thân ảnh già nua dẫn phần đông cường giả của đan tháp xuất hiện, sau đó đứng trên sân rộng. Ánh mắt mọi người chuyển qua, thì ra đó là đại trưởng lão Khâu Lăng của đan tháp. Khâu trưởng lão, ngươi đừng mang đan tháp ra dọa lão phu, người khác còn sợ chứ lão phu đây chẳng ngán gì đâu. Thần Thiên Nam lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Khâu Lăng, nói, con trai ta chết trong tay Tiêu Viêm, hôm nay lão phu nhất quyết phải bắt hắn chôn cùng. Khâu Lăng không chút nhún nhường,
nhíu mày trầm giọng phản bác, ngày trước đã nói với ngươi rồi, chuyện này ngươi đáng lẽ phải đi tìm mộ cốt lão tạp mao của hồn điện. Mộ cốt lão tạp mao kia có trách nhiệm, nhưng Tiêu Viêm cũng là một trong những hung thủ sát hại con trai ta, chỉ cần giao hắn ra đây, lão phu liền lập tức rời đi. Ngươi cho rằng đan tháp là cái gì? Ngươi nói mang người giao nộp liền phải mang ra giao nộp hay sao? Thần Thiên Nam ngươi còn chưa có tư cách đó đâu. Nhìn thấy vị lão giả áo xám tỏ ra nhất mực ngoan cố, Khâu Lăng cũng giận dữ quát. Khâu trưởng lão thật uy phong, Huyền Minh Tông tốt xấu gì cũng là một trong hạ tam tông phụ thuộc vào Thiên Minh Tông chúng ta. Nếu như người đứng đầu một tông có thù mà không thể báo, ngày sau sẽ còn ai chịu tin phục Thiên Minh Tông ta? Tiếng quát lạnh của Khâu Lăng vừa mới vang lên thì bỗng có một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra từ phía sau Thần Thiên Nam, cười nhạt nói. Ngươi là? Hai mí mắt của Khâu Lăng hơi híp lại nhìn người vừa bước ra, người này tuổi cũng không lớn, dáng người cao to, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, có phần giống con gái. Nhưng ở giữa trán mơ hồ ẩn hiện chút lệ sắc, làm cho bộ dáng xuất sắc kia nhìn có chút âm lãnh. Thiên Minh Tông, Dịch Trần, tuấn mỹ nam tử nở nụ cười, khí độ có phần bất phàm. Nhưng khi danh tự vô cùng đơn giản được truyền ra thì lại làm cho mọi người cảm nhận được một luồng sát ý lạnh lẽo chạy qua thân thể. Thiên Minh Tông Dịch Trần, nghe thấy thế, Khâu Lăng cũng hơi sững sờ, chợt như nhớ ra điều gì đó, hai chân mày cũng tự nhiên nhíu chặt lại. Dịch Trần, chẳng lẽ người này là Dịch Tu La của Thiên Minh Tông? Mọi người xung quanh cũng vì tên của tuấn mỹ nam tử mà nổi lên từng trận bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn về phía hắn hiện lên vẻ sợ hãi khó có thể che giấu. Như thể Dịch Trần này là một loại hồng hoang mãnh thú hung tàn vậy. Danh tiếng Dịch Tu La ở Trung Châu là không hề nhỏ, hơn nữa người này bằng vào vô số lần sát phạt đẫm máu mà tích lũy nên hung danh. Trong khu vực thống trị của Thiên Minh Tông, hung danh Dịch Tu La đủ để khiến cho người nghe cảm thấy thất kinh hồn bạt vía. So sánh với hung danh này, nếu Tiêu Viêm không giành được ngôi vị quán quân của đan hội thì còn lâu mới bằng được với hắn. Dịch Trần được xưng tụng là đệ tử xuất sắc nhất của Thiên Minh Tông trong vòng trăm năm nay. Đương nhiên, bằng vào địa vị hiện giờ của hắn tại Thiên Minh Tông, cho dù là một số trưởng lão nhìn thấy hắn cũng phải tỏ vẻ cung kính. Ai cũng biết thực lực của hắn, thêm vào thủ đoạn độc ác khi ra tay, sau này đương nhiên sẽ trở thành tông chủ đời tiếp theo của Thiên Minh Tông. Tuy trong tông vẫn còn có những người có khả năng cạnh tranh nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa có ai dám. Ngay cả tông chủ Thiên Minh Tông cũng cảm thấy lạnh lẽo vì những thủ đoạn tàn nhẫn độc ác của hắn. Thực lực của Dịch Trần cũng chẳng kém cạnh gì hung danh của hắn, cách thức bồi dưỡng đệ tử của Thiên Minh Tông sặc mùi huyết tinh cùng tàn khốc. Tương truyền rằng mỗi một đời đệ tử chân truyền khi tu luyện đến một cấp độ nhất định sẽ phải đi vào cấm địa của tông môn. Ở nơi đó, sư huynh đệ đều phải thủ túc tương tàn, cứ như vậy đến khi chỉ còn một người rời khỏi cấm địa mới có thể trở thành đệ tử hạch tâm chân chính của tông môn. Thêm nữa, công pháp tu luyện của Thiên Minh Tông cũng cực kỳ tàn nhẫn và bá đạo, bọn họ có thể mạnh mẽ cắn nuốt đấu khí của người khác, với điều kiện đầu tiên là phải cắn nuốt huyết nhục cùng một lúc. Mà những người có thể từ trong cấm địa đi ra tự nhiên trên người sẽ tràn ngập mùi vị của huyết tinh. Cũng bởi vì đấu khí của những sư huynh đệ đã vĩnh viễn nằm lại trong cấm địa, theo sau đó chính là huyết nhục, tất cả đều trở thành vật đại bổ cho người thắng cuộc cuối cùng. Dịch Trần chính là người duy nhất đi ra từ cấm địa trong đời đệ tử này, cộng thêm việc mấy năm nay hắn tại xung quanh Thiên Minh Tông chém giết liên miên, cường giả chết ở trong tay của hắn nhiều không đếm hết. Thực lực của hắn cũng vì chém giết quanh năm mà nhanh chóng tăng mạnh. Cho tới bây giờ đã trở thành một trong những người khoảng 30 tuổi đã đạt đến đấu tông đỉnh phong trong lịch sử của Thiên Minh Tông, hơn nữa còn có xu thế bước một chân vào cấp độ đấu tôn. Nếu như nói hồn điện quỷ dị khó lường thì Thiên Minh Tông chính là máu tanh, tàn nhẫn. Nhưng cuộc sống trên thế gian này chính là yếu thì chết, mạnh thì sống. Chẳng qua sự tàn nhẫn của Thiên Minh Tông này lại được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, Thiên Minh Tông ngày càng trở nên mạnh mẽ đã chứng minh việc họ lựa chọn phương pháp tàn nhẫn này cũng có thể xem là một phương pháp đặc biệt. Tất nhiên, từ việc Thiên Minh Tông cắn nuốt huyết nhục của người khác để gia tăng thực lực của bản thân thì có thể thấy rằng công pháp mặc dù bá đạo nhưng cũng sẽ để lại di chứng không hề nhỏ chút nào. Người tu luyện công pháp này đạt tới đỉnh phong đều không có ngoại lệ, cuối cùng sẽ bị công pháp phản phệ ngược trở lại dẫn đến tử vong một cách thê thảm. Chính vì vậy, công pháp loại này chính là chất xúc tác dần hút khô sinh mệnh lực của người tu luyện. Tuy đạt được lực lượng to lớn chỉ trong thời gian ngắn ngủi,
nhưng ít ra cũng đã từng có một phút huy hoàng rực rỡ. Có lẽ đó chính là suy nghĩ trong lòng tông chủ Thiên Minh Tông các đời trước. Khâu trưởng lão, việc này cũng xem như là chuyện cá nhân, mối thù giết con tất nhiên phải báo. Nếu đan tháp nhúng tay vào thì có vẻ không ổn a. Đối với những tiếng bàn luận xôn xao xung quanh, vẻ tươi cười trên khuôn mặt tuấn mỹ của Dịch Trần cũng không có chút nào dao động, ánh mắt thủy chung nhìn thẳng vào Khâu Lăng. Lão Phu đã sớm nói qua, hung thủ giết chết thần không phải là Tiêu Viêm, mà là Mộ Cốt lão nhân. Các ngươi tìm lầm, thủ phạm rồi. Khâu Lăng trầm giọng nói, nếu như không phải bị Tiêu Viêm đánh đến trọng thương thì bọn chúng cũng có thể chạy thoát khỏi độc thủ của Mộ Cốt lão nhân. Dù thế nào thì chuyện cũng liên quan đến hắn, nếu hôm nay không thể cho ta một lời giải thích, Huyền Minh Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định. Thần Thiên Nam ánh mắt âm hàn như độc xà, âm trầm nói. Ngươi đang uy hiếp đan tháp ta. Khâu Lăng sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng quát. Ai, Khâu trưởng lão, mấy năm gần đây đan tháp cùng hồn điện đối đầu, nhưng Thiên Minh Tông ta vẫn luôn duy trì sự trung lập, nếu như có một vài việc giải quyết không được ổn thỏa thì có lẽ chúng ta sẽ âm thầm liên minh với hồn điện, ta nghĩ chuyện này cũng không tốt lành gì với đan tháp đâu. Dịch Trần than nhẹ một tiếng, nói. Lần này đến lượt Khâu Lăng thoáng có chút biến sắc, lời này nếu như do người khác nói ra có lẽ hắn sẽ không để ý đến. Nhưng kẻ đó lại là Dịch Trần, người trên cơ bản đã được chọn làm tông chủ Thiên Minh Tông đời tiếp theo. Như vậy, lời của hắn không thể không có thêm chút sức nặng, tuy nói rằng đan tháp mạnh mẽ. Nhưng nếu xảy ra xung đột với một thế lực mạnh như Thiên Minh Tông, lại thêm hồn điện như hổ rình mồi thì mọi việc sẽ rất rắc rối. Lời nói như vậy xin khuyên các hạ ít nói ra thì tốt hơn. Còn nữa, lấy thân phận của thần tông chủ lại đi đối phó với một kẻ hậu bối. Nếu chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ mất hết thể diện phải không? Khâu Lăng trầm giọng nói, lão phu mặc kệ cái gì mà vãn bối hay trưởng bối. Thần Thiên Nam cười lạnh một tiếng, nhưng còn chưa kịp nói tiếp thì Dịch Trần ở bên cạnh giã đưa tay ngăn hắn lại, sau đó mỉm cười đáp lại một câu. Nếu như Khâu trưởng lão đã nói vậy thì thế này đi, nể mặt đan tháp, hôm nay chúng ta sẽ không tiếp tục mạnh mẽ đòi người nữa. Nghe vậy, Thần Thiên Nam có chút sửng sốt, nhưng lại nhìn thấy khóe miệng Dịch Trần hiện lên nụ cười lành lạnh. Mà ngay sau khi thanh âm của hắn vang lên, đấu khí hùng hồn mênh mông cuồn cuộn bỗng nhiên trào dâng trong mảnh thiên địa này. Tại hạ hôm nay rất mong muốn khiêu chiến người đã đạt được ngôi vị quán quân của đan hội. Tiêu Viêm bằng hữu, không biết người có thanh danh vang dội như ngươi có can đảm để tiếp nhận hay không? Trong lòng chửi thầm một tiếng, Khâu Lăng vừa muốn quát lên thì đã nhìn thấy không gian trước mặt đột nhiên hơi bị bóp méo. Một thân ảnh gầy gò như ẩn như hiện chậm rãi xuất hiện trước những ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, lập tức trong lòng Khâu Lăng thầm kêu không ổn. Thân ảnh kia dần dần hiện ra, tiếng cười khẽ vang lên nhẹ như một cơn gió quanh quẩn trên sân rộng. Nếu các hạ đã có ý như thế, Tiêu Viêm ta nếu như còn tránh lui thì e rằng danh dự vô địch đan hội của đan tháp sẽ bị ta bôi nhọ mất. Nếu đã như vậy, cuộc chiến này, ta tiếp nhận. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1206, Giao thủ. Nhìn thân ảnh chậm rãi hiện lên phía trước Khâu Lăng, khuôn mặt tuấn mỹ của Dịch Trần vẫn không có bất kỳ vẻ kinh ngạc nào, hắn chỉ nhẹ nhàng cười hỏi. Ngươi chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không trả lời, bình tĩnh nhìn nam tử tuấn mỹ đang đứng trước mặt, mùi tanh của máu nồng đậm làm cho hắn phải khẽ cau mày lại. Người này rõ ràng là một kẻ tâm địa độc ác, không biết hai tay của hắn đã nhuốm bao nhiêu máu tươi mới có thể tích lũy được mùi máu nồng nặc đến vậy. Tiêu Viêm, không cần phải để ý đến khiêu khích của hắn, tên Dịch Trần này cũng không phải hạng thiện lương gì. Khâu Lăng đứng phía sau Tiêu Viêm vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Người ta đã đem lôi đài đưa đến tận cửa rồi, làm sao ta có thể cự tuyệt đây? Tiêu Viêm cũng mỉm cười đáp. Nghe vậy, Khâu Lăng cũng đành im lặng, chuyện đã đến nước này thì không còn cách nào thay đổi được nữa. Tiêu Viêm, nói chuyện có vẻ bình thản nhưng ngạo khí ở trong lòng lại không hề kém cạnh, ngươi lịch sự với hắn thì còn tốt. Nhưng nếu biểu hiện ra thái độ khiêu khích, châm chọc, căm thù thì e rằng cũng sẽ không còn tốt như vậy rồi. Tiêu Viêm cố lên. Ở phía sau Khâu Lăng đột nhiên truyền đến một tiếng cười duyên, ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy đó chính là Tào Dĩnh đã rất lâu không có lộ diện đang yêu kiều duyên dáng đứng phía sau Khâu Lăng.
thân thể đầy đặn, mềm mại làm cho không ít nam nhân phải thèm thuồng, sức hút của yêu nữ xinh đẹp này quả thật kinh người. Hắc hắc, hôm nay xem ra có trò vui để xem rồi, trận chiến giữa quán quân đan hội và Dịch Tu La của Thiên Minh Tông. Đây có thể xem là hai người xuất sắc bậc nhất trong lớp người trẻ tuổi giao thủ, không biết ai mới là người có thể chiến thắng. Theo ta thấy thì Tiêu Viêm có vẻ yếu hơn, Dịch Trần tuy chỉ là đấu tông đỉnh phong nhưng nghe đồn rằng hắn đã nhiều lần thoát thân trong tay cường giả đấu tôn. Nếu không có bản lãnh đích thực thì chỉ sợ sẽ không có được khả năng đó. Đúng vậy à, sở trường của Tiêu Viêm dù sao cũng là luyện đan chứ không phải chiến đấu. Hừ, ta thấy chưa hẳn đã thế, Tiêu Viêm có thể ở sống trong tinh vực hơn nửa năm thì có ai dám khẳng định hắn không có con bài chưa lật nào đó. Nhìn hai người tuy trẻ tuổi nhưng đã cực kỳ nổi tiếng này, những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Hiển nhiên, đối với trận đại chiến sắp tới, bọn họ có vẻ cực kỳ chờ mong. Đối với những tiếng bàn luận xung quanh, trên khuôn mặt của Dịch Trần lại hiện lên nụ cười lành lạnh, đầu lưỡi đỏ sẫm nhẹ nhàng liếm liếm môi. Thoạt nhìn giống như một loài dã thú đang đói mà lại gặp được con mồi, làm cho người khác có chút sợ hãi. Thần bá bá, có để ta ra tay thay ngươi chứ? Dịch Trần quay đầu lại, nhìn thoáng qua thần Thiên Nam ở bên cạnh, mỉm cười hỏi. Chỉ cần ngươi có thể giết chết tiểu tử này, đến thời điểm bầu chọn tông chủ, Huyền Minh Tông chắc chắn sẽ đứng về phía ngươi. Trong mắt thần Thiên Nam xẹt qua vẻ dữ tợn, thấp giọng âm trầm nói. Nghe thấy vậy, vẻ tươi cười trên khuôn mặt Dịch Trầm càng đậm hơn, khẽ cười nói, sẽ như ngươi mong muốn. Và lại, đối với máu thịt của người vô địch đan hội này, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Thanh âm vừa dứt, chân hắn đã cất bước tiến vào giữa quảng trường, trong mắt hiện lên huyết quang, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm nói. Trong lúc tỉ thí, quyền cước không có mắt, nếu như ngươi đã chuẩn bị tâm lý rồi thì hãy bước ra đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể kiếm cớ mà trốn tránh dưới sự che chở của đan tháp, nếu là như thế thì hôm nay chúng ta cũng không thể làm gì được ngươi. Nghe ngữ khí trong giọng nói của Dịch Trần, Tiêu Viêm bật cười đáp, không cần phải nói những lời khích tướng như thế đâu, nếu ta đã xuất hiện thì tự nhiên sẽ không lùi bước. Tốt, không hổ danh là quán quân của đan hội. Chỉ bằng vào khí độ đó đã hơn xa người thường. Dịch Trần cười to, tuy nhiên bên trong nụ cười lại lộ ra sự khát máu. Đối với ánh mắt như một loài dã thú của Dịch Trần, Tiêu Viêm cũng không thèm quan tâm, nhẹ nhàng bước vào quảng trường. Từ sau khi rời khỏi tinh vực, Tiêu Viêm cũng chưa từng xuất thủ lần nào, hiện giờ lại có người tìm đến tận cửa làm bao cát cho hắn luyện tay, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Danh tiếng của Dịch Tu La hắn cũng đã nghe qua. Hơn nữa người này chỉ mới ngần ấy tuổi đã đạt đến đấu tông đỉnh phong thì hắn cũng có thể hiểu được hung danh kia quả thật không phải là do thổi phồng mà có. Những người khác cho rằng hắn có thể xưng vương xưng bá trong lớp trẻ, nhưng đối với Tiêu Viêm, hắn còn chưa đạt tới trình độ có thể quét ngang lớp người trẻ tuổi. Thiên tài, mấy năm nay hắn đã gặp qua nhiều lắm. Nhìn thấy Tiêu Viêm di chuyển lên phía trước, nụ cười trên mặt Dịch Trần ngày càng đậm hơn, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, một luồng lực đạo kỳ dị bùng phát ra. Mặt đất lúc này cũng kịch liệt run rẩy, mọi người xung quanh vội vàng lùi về phía sau. Ngay khi mọi người lùi lại, một phiến đá khoảng 20 trượng bỗng nhiên quỷ dị trồi lên, đến khi cách mặt đất chừng nửa trượng mới từ từ dừng lại. Dùng cái này làm ranh giới, nếu ra ngoài xem như thua. Dịch Trần cười nói, ừm. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu đầu. Thấy thế, trong mắt của Dịch Trần cũng xẹt qua màu đỏ đậm. Điều mà hắn muốn không chỉ là đánh văng Tiêu Viêm ra khỏi phạm vi mà còn muốn giết chết người kia. Hành động trước đó của hắn chỉ là muốn làm cho Tiêu Viêm buông lỏng cảnh giác mà thôi. Một khi hắn đã ra tay, không thấy máu thì sẽ không ngừng tay, nếu không cái danh hiệu Dịch Tu La này cũng chỉ có thể mang ra dọa trẻ con mà thôi. Yên tâm, ta sẽ mau chóng làm cho ngươi quên đi mọi thống khổ, rồi ngươi sẽ phải cảm tạ ta. Nhìn Tiêu Viêm cách đó vài trượng, Dịch Trần nhe răng cười, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh xuống mặt đất, chỉ nghe phốc một tiếng, thân hình liền biến mất một cách quỷ dị. Tốc độ thật nhanh. Thấy Dịch Trần biến mất, đám đông bên ngoài nhất thời vang lên một trận kinh hô. Ở giữa sân, thân hình Tiêu Viêm không chút thay đổi, ngay sau đó ánh mắt liền lạnh xuống, một cước có lực đạo mạnh mẽ trực tiếp xé rách không khí, hung hăng đạp về một phía không gian sau lưng. Bàn chân mang theo từng đợt tàn ảnh đánh tới chỗ không gian ba động kia thì một thân ảnh bỗng quỷ dị xuất hiện, cánh tay vươn ra tiếp lấy một cước của Tiêu Viêm.
Sau đó một tiếng gầm thét vang lên, trưởng biến thành chảo mang theo đấu khí bàng bạc màu đỏ ào ạt bùng phát từ cơ thể ra bên ngoài. Người này ngay chiêu đầu tiên đã xuất toàn lực, bộ dạng này rõ ràng là muốn bằng vào tốc độ nhanh nhất đem Tiêu Viêm đánh chết tại chỗ. Bàn tay bắt lấy chân của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt của Dịch Trần hiện lên một nụ cười độc địa. Để ta nghiên cứu thử xem máu thịt của ngươi có khác biệt gì so với người, bình thường hay không? Phệ huyết hóa cốt thủ, chợt quát lạnh một tiếng, lòng bàn tay Dịch Trần đột ngột phát ra lực hút khủng khiếp, mà dưới lực hút này, máu trong cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên có chút hỗn loạn, giống như đang muốn phá vỡ cơ thể mà ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Tiêu Viêm bắt đầu lạnh xuống, trong lòng thầm quát một tiếng, Tam Thiên Liên Tâm Hỏa bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể, thuận theo lực hút kia mà bạo phát ra. Xuy xuy, bàn tay đang bắt lấy chân Tiêu Viêm của Dịch Trần đột nhiên bốc lên một làn khói trắng, sắc mặt hắn cũng kịch liệt biến đổi. Vội vàng thu trưởng lại, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, chỉ thấy nơi đó đã cháy đen một mảnh. Nếu như không có đấu khí phòng ngự thì chỉ sợ bàn tay này đã bị hủy đi. Đây chính là dị hỏa sao? Đầu lưỡi đỏ sẫm liếm liếm môi, trong lòng Dịch Trần cũng hừ lạnh một tiếng, bàn tay cách không hướng về phía Tiêu Viêm nắm chặt lại. Huyết bạo! Tiếng quát vừa dứt, một tia máu nồng đậm bỗng bùng phát ra từ lòng bàn tay Dịch Trần. Ngay sau đó, một luồng dao động kỳ dị bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Dao động kỳ dị này khuếch tán với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bao bọc Tiêu Viêm, làm hắn cảm thấy máu trong cơ thể mình như sôi trào lên, hơn nữa có cảm giác mạch máu muốn vỡ tan ra. Người này một thân tà công, nhưng cũng có được chút bản lãnh. Cảm giác được máu trong cơ thể phát sinh biến hóa, bả vai Tiêu Viêm liền chấn động mạnh, ngọn lửa màu nâu tím từ trong cơ thể bùng phát ra, sau đó đem loại dao động kỳ dị kia bao vây chặt chẽ. Mà ngay khi tia dao động kỳ dị tiếp xúc với Tam Thiên Liên Tâm Hỏa thì cũng tự động tiêu tán. Nhìn Tiêu Viêm không hề hấn gì, trong mắt của Dịch Trần rốt cuộc cũng xẹt qua chút ngưng trọng. Chiêu thức đó của hắn dù sử dụng với cường giả có thực lực ngũ tinh đấu tông mà nếu không cẩn thận ứng phó thì máu trong cơ thể cũng sẽ bị hút ra bên ngoài, nhưng dường như lại chẳng có chút tác dụng nào với Tiêu Viêm. Khó trách có thể trở thành quán quân của đan hội, quả nhiên có chút bản lãnh. Thôi quên đi, ta cũng không kéo dài thời gian thêm nữa, đã tới lúc giải quyết mọi việc rồi, tránh đêm dài lắm mộng. Trong lòng xẹt qua suy nghĩ này, còn ngươi Dịch Trần cũng hiện lên một vẻ khát máu màu đỏ đậm, hắn hít sâu một hơi, thủ ấn đột nhiên biến ảo. Tùy theo thủ ấn biến ảo đột ngột của Dịch Trần, thân thể của hắn bắt đầu từ từ co rút lại dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Từng luồng huyết khí bắt đầu thẩm thấu ra từ lỗ chân lông làm cho hắn nhìn như một huyết nhân cực kỳ đáng sợ. Cẩn thận đấy Tiêu Viêm, đây chính là ngưng huyết bí pháp của Thiên Minh Tông, nhờ ngưng kết máu trong cơ thể mà thực lực trở nên tăng vọt trong thời gian ngắn. Bên ngoài, thấy bộ dáng kia của Dịch Trần thì sắc mặt của Tào Dĩnh hơi đổi, khẽ kêu lên, Tiêu Viêm, đến đây là kết thúc rồi. Nương theo đấu khí trong cơ thể nhất thời tăng vọt, khóe miệng Dịch Trần cũng hiện lên nụ cười dữ tợn. Một khi thi triển ngưng huyết, ở dưới đấu tôn hắn gần như đã không có đối thủ, việc xử lý Tiêu Viêm chỉ dễ như trở bàn tay. Oanh! Bàn chân của Dịch Trần đạp mạnh xuống đất, từng cái khe giống như những cánh tay trắng kiện lập tức lan tràn ra, chỉ trong vài lần chớp mắt đã đem chiến trường hoàn toàn bao phủ. Mặt khác, không gian lập tức vặn vẹo, hắn lại biến mất một cách quỷ dị một lần nữa. Thân hình Dịch Trần biến mất, Tiêu Viêm cũng cau mày lại, hắn lập tức lui về phía sau hai bước. Chợt trong mắt xẹt qua một cái bóng màu hồng, chỉ thấy Dịch Trần giống như một con quỷ được bao phủ bởi máu thoáng hiện trước mặt. Năm ngón tay biến thành thủ chảo chộp tới, móng tay sắc bén như một loại đao phong chứa đựng hàn khí lạnh thấu xương. Đem máu thịt giao ra đây cho ta. Trong mắt hiện lên vẻ khát máu cùng tàn nhẫn. Thủ chảo của Dịch Trần trực tiếp hướng đến trái tim cùng những chỗ yếu hại trên người. Tiêu Viêm mà hung hăng chộp tới. Cút! Tiêu Viêm lạnh lẽo nhìn Dịch Trần cả người tràn đầy mùi tanh của máu, một âm thanh như sấm sét quát ra. Khí tức của cửu tinh đấu tông thông qua phần quyết cùng dị hỏa tăng phúc, rốt cuộc cũng bạo phát mà không giữ lại chút nào. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1207, cảm ơn đã nhường. Khí thế phát ra từ cơ thể Tiêu Viêm ùn ùn bộc phát như núi lửa phun trào. Mặt đất xung quanh nhất thời rung chuyển,
nứt toác ra thành vô số khe sâu. Tiêu Viêm đột ngột phát ra khí thế mạnh mẽ cũng làm cho Dịch Trần ở bên cạnh cả kinh. Nhưng hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì một nắm tay được hỏa diễm màu nâu tím bao bọc đã xé rách không gian lao đến, hung hăng va chạm trực diện với thủ trảo của hắn. Phốc! Kinh phong tản ra gợn sóng vô cùng mạnh mẽ làm nền đá hoa cương cứng rắn trên mặt đất cũng bị nghiền nát thành vô số mảnh vụn. Bụi đá biến mất, mọi người mới thấy rõ thân ảnh Dịch Trần ở giữa quảng trường lúc này đang kịch liệt run lên, lùi lại vài bước mới có thể đứng vững, làm họ bật thốt lên những thanh âm kinh hãi. Tông chủ, có gì đó không ổn. Khí tức của tiểu tử này mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Trong đám người phía sau Thần Thiên Nam, một lão già cau mày nói, xem bộ dạng đúng là tên đấu tôn cường giả đi theo thần nhàn lúc trước. Nghe vậy, Thần Thiên Nam cũng cau mày nói, nếu không bất ngờ gì, tiểu tử kia nhiều lắm chỉ là cửu tinh đấu tông. Trong mấy năm nay, cửu tinh đấu tông chết ở trong tay Dịch Trần cũng không phải số ít. Thấy thế, lão giả cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cửu tinh đấu tông. Ổn định thân hình, lòng bàn tay Dịch Trần hơi run rẩy, huyết mang bắt đầu khởi động làm cho cảm giác phỏng rát trên tay dần giảm đi. Hai mắt có chút âm trầm nhìn Tiêu Viêm đang đứng đối diện, trong lòng cực kỳ chấn động. Theo hắn biết, thực lực của Tiêu Viêm ở vào khoảng tứ, ngũ tinh đấu tông, nhưng sao giờ lại đột nhiên tăng lên dữ dội đến vậy? Cửu tinh đấu tông, dù có so với hắn thì cũng chỉ chênh lệch một chút thôi, nhưng quan trọng nhất là người kia vẫn còn rất trẻ, còn mọi người đều biết hắn đã hơn 30 tuổi từ lâu. Ít ra cũng phải tu luyện sớm hơn Tiêu Viêm đến 10 năm, nhưng bây giờ sự chênh lệch thực lực giữa cả hai lại gần như không có. Điều này là một đả kích không nhỏ đối với Dịch Trần đã quen cái thói coi trời bằng vung. Hơn nữa, mặc dù lấy thiên phú của hắn, có thể đạt tới đấu tông đỉnh phong ở tuổi này, ít nhiều Thiên Minh Tông đã phải cho hắn thôn phệ không ít máu thịt từ nhỏ để có thể tu luyện thứ công pháp quỷ dị kia. Tuy phương pháp này rất hiệu quả nhưng lại khó có thể được chết già. Nói cách khác, hắn đã phải liều mạng đánh đổi sự sống nửa đời sau của mình để đạt được thực lực ngày hôm nay. Vốn cho rằng với thực lực này đã đủ để hắn hô phong hoán vũ khắp nơi, nhưng giờ đột nhiên nhô ra cái đinh Tiêu Viêm này, làm cho hắn hiểu được một sự thật tàn khốc, dù hắn trả giá thế nào cũng không thể bằng được tên kia. Từ nhỏ, ta đã trải qua giết chóc, trong tay cũng nhuốm máu của không ít người, đánh đổi tất cả quãng đời còn lại, sao vẫn kém hơn tên tiểu tử này. Hai mắt Dịch Trần từ từ hiện lên màu đỏ lạnh người, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, sát ý trong đó dường như đã hóa thành thực chất. Người này, hôm nay nhất định phải giết. Trong lòng như đang có một giọng nói điên cuồng gào thét điều này, Dịch Trần nắm chặt tay lại. Huyết khí lượn lờ trên cánh tay rồi ngưng tụ về phía lòng bàn tay, hóa thành một thanh huyết sắc trường thương mà hai mắt hắn cũng dần chuyển thành màu đỏ. Những người thấy cảnh này đều hiểu, Dịch Tu La hung danh hiển hách của Thiên Minh Tông đang chuẩn bị giết người. Huyết thương ngưng tụ, mùi máu nồng nặc làm người ta buồn nôn cũng phát ra từ người Dịch Trần. Từ xa nhìn lại, huyết khí tràn ngập trời đất, giống như một sát thần giáng thế. Sát! Một thanh âm trầm thấp mang đầy sát ý phát ra từ yết hầu Dịch Trần, mà thân hình hắn cũng chợt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Thanh huyết thương sắc bén tràn đầy huyết khí kia hung hăng đâm về phía Tiêu Viêm. Hừ! Nhận thấy sự công kích của Dịch Trần, Tiêu Viêm hừ lạnh, thân thể bước sang ngang tránh né huyết thương kia. Thất sát thương. Một kích thất bại, màu đỏ trong mắt Dịch Trần lại càng tăng thêm, trường thương đột nhiên vũ động, hóa thành một đạo huyết ảnh đâm về phía những vùng yếu hại trên người Tiêu Viêm. Nhìn thấy công như vũ bão của Dịch Trần, ngân mang dưới chân Tiêu Viêm chợt lóe lên, hàng loạt tàn ảnh xuất hiện, tránh né huyết thương kia. Đinh! Huyết thương đang hung mãnh đâm tới lại đột nhiên vang lên một tiếng động thanh thúy, sắc mặt Dịch Trần chợt biến đổi. Chỉ thấy trường thương kia lại bị hai ngón tay tràn ngập hỏa diễm màu nâu tím của Tiêu Viêm kẹp chặt lấy. Phản ứng nhanh chóng của Tiêu Viêm làm cho Dịch Trần hoàn toàn trở nên ngưng trọng, hắn mơ hồ nhận thấy được sự khó khăn của việc giải quyết kẻ trước mặt. Những cửu tinh đấu tông đã giao thủ trước kia, dưới thế công của hắn gần như muốn phản kháng lại cũng không được, càng không nói đến bị người khác kẹp lấy mũi thương. Trong lòng xẹt qua ý niệm này, Dịch Trần quyết định thật nhanh, vứt bỏ huyết thương. Thân hình hắn chợt lóe lên hóa thành huyết ảnh vọt tới bên cạnh Tiêu Viêm, huyết vụ đặc sệt bùng phát ra từ lòng bàn tay. Huyết sát trưởng, huyết trưởng kỳ dị mang theo sự ăn mòn trực tiếp đánh về phía trái tim Tiêu Viêm. Thấy công kích tàn nhẫn này của Dịch Trần,
Trên mặt Tiêu Viêm cũng xẹt qua vẻ cười lạnh, Tam Thiên Liên Hoa Tâm Hỏa từ ngực phun ra, hóa thành một con hỏa long hung hăng đánh vào bàn tay Dịch Trần, lập tức một làn khói trắng bốc lên, còn mơ hồ có mùi hôi thối phát ra từ bên trong. Hỏa long hơi ngừng lại, Tiêu Viêm liền lùi về phía sau vài bước, nhìn sắc mặt Dịch Trần đang tức giận, cũng không khỏi thở nhẹ một hơi, con ngươi đen nhánh xuất hiện hàn ý, ta không tin hôm nay không giết được ngươi. Mấy phen thi triển thủ đoạn đều không tạo thành chút thương tổn nào đến Tiêu Viêm. Trong lòng Dịch Trần rốt cuộc cũng mất đi sự kiên nhẫn, song trưởng nắm chặt, huyết vụ đặc sệt không ngừng thẩm thấu ra từ lỗ chân lông. Thiên Minh Tu La Thủ. Tiếng quát vừa dứt, không gian xung quanh Dịch Trần chợt dậy sóng dữ dội, loại sát khí tràn ngập trời đất này làm cho mọi người ở đây phải biến sắc. Dịch Trần này lại mang cả Thiên Minh Tu La Thủ, một trong những đấu kỹ chấn tông của Thiên Minh Tông thi triển ra. Có thể ép Dịch Trần đến mức này, Tiêu Viêm quả thật rất mạnh, nhưng cũng không biết hắn có thể tiếp tục chống đỡ được lần công kích này không. Nghe được tiếng bàn luận xôn xao xung quanh, Dịch Trần nhe răng cười, hắn cực kỳ tin tưởng vào chiêu này của mình. Vì lúc trước có một đấu tông đỉnh phong thanh danh hiển hách cũng từng chết dưới chiêu này của hắn. Huyết vụ tràn ngập, thân hình Dịch Trần vừa động đã hóa thành huyết ảnh mang theo sát ý ngập trời, giống như một tia chớp lao về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy công hung mãnh dị thường của Dịch Trần, Tiêu Viêm cũng không lùi lại né tránh, trên mặt còn mang theo vẻ hưng phấn, thủ ấn nhanh chóng biến ảo. Khai Sơn Ấn. Trong lòng quát lạnh, một đạo năng lượng ngưng tụ trong tay Tiêu Viêm, nhưng ấn này vừa hình thành, Tiêu Viêm cũng không ngừng lại, bàn tay lại tiếp tục biến ảo nhanh đến mức làm người khác phải hoa cả mắt. Phiên Hải Ấn. Lại một đạo năng lượng xuất hiện trong tay hắn, dung hợp với Khai Sơn Ấn. Khi hai ấn dung hợp, Tiêu Viêm lại hít sâu một hơi, tiếp tục biến ảo thủ ấn, Phúc Địa Ấn. Trong lòng lại quát lên một tiếng, một mũi nhọn màu nâu tím sáng rực rỡ hiện ra trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, hóa thành một quang ấn chỉ lớn bằng nắm tay, từ từ dung hợp với hai ấn kia. Lúc Phúc Địa Ấn dung hợp, không gian trước, mặt Tiêu Viêm nhất thời nổi lên sóng gió kịch liệt, sau đó vỡ thành từng mảnh vụn bay đi. Dung hợp ba ấn trong Đế Ấn Quyết, bản lãnh này dù là trong cổ tộc cũng rất ít người có thể hoàn thành dễ dàng đến vậy. Ba ấn vừa dung hợp, huyết ảnh tràn ngập sát ý cũng bay tới. Lúc này, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của Dịch Trần lại cực kỳ dữ tợn. Chết! Tiếng quát vừa vang lên, một chưởng của Dịch Trần cũng hung hăng công kích vào ngực Tiêu Viêm. Không gian lúc này đã vỡ vụn thành từng cái khe đen nhánh, huyết vụ tràn ngập tận trời. Mùi máu tanh tưởi ập vào mặt, Tiêu Viêm lạnh lẽo nhìn thần sắc dữ tợn của Dịch Trần. Thủ ấn màu nâu tím lặng lẽ phá không va chạm với huyết trưởng dưới những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Oanh! Oanh! Tiếng nổ kinh thiên vang vọng, phiến đá gần 20 trượng cũng vỡ thành vô số mảnh, kinh khí trào ra bên ngoài như sóng biển. Nhưng khi sắp va chạm đến đám người xung quanh thì đều bị một luồng lực mạnh mẽ không biết ở đâu lặng yên hóa giải. Dù vậy, một số người đứng gần vẫn bị vạ lây hộc máu bay ra ngoài. Trên sân rộng, sau khi kinh khí dao động giảm bớt, tất cả ánh mắt đều chuyển tới giữa sân, nơi đó tràn ngập cho bụi làm cho mọi người không thấy rõ tình trạng bên trong. Phanh! Đang lúc mọi người nóng vội, đột nhiên một tiếng động trầm thấp truyền ra, sau đó chỉ thấy một thân ảnh bay ra như diều đứt dây. Nặng nề rơi xuống mặt đất rồi trượt dài hơn 10 mét mới có dấu hiệu dừng lại. Ánh mắt mọi người nhìn theo, sau đó nhất thời yên tĩnh lại, không ít người khẽ hít một hơi khí lạnh, Dịch Tu La của Thiên Minh Tông lại là người thua. Lúc này, khói bụi cũng dần tiêu tán, một thân ảnh có chút gầy gò chậm rãi xuất hiện, nhiều ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy quần áo người kia vẫn sạch sẽ như chưa hề chiến đấu vậy. Cảm ơn đã nhường. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Viêm chắp tay về phía Dịch Trần, mỉm cười nói. Phụt! Dịch Trần xanh mặt, phun ra một ngụm máu. Tươi, sự kiêu ngạo của hắn hôm nay đã bị nghiền nát hoàn toàn. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1208, đã có tin tức. Nhìn khuôn mặt xanh mét của Dịch Trần, Tiêu Viêm thản nhiên cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chiếc huyết sắc nạp giới. Nạp giới này là chiến lợi phẩm hắn cướp được khi giao thủ với Dịch Trần, nếu hôm nay mắng cũng đã mắng, thua cũng đã thua, thì tự nhiên tên kia phải để lại vài thứ rồi. Trả nạp giới cho ta, lau đi vết máu nơi khóe miệng,
ánh mắt Dịch Trần hung ác như dã thú nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Đây xem như chút lợi nhuận. Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng sau đó bình thản nói, thi đấu võ đài, ngươi đã thua thì mau cút đi. Khuôn mặt Dịch Trần run rẩy, hai mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm, sát ý tuôn ra. Hiển nhiên hắn cũng không cam lòng nhận thua như vậy, hắn cho rằng mình thua Tiêu Viêm chỉ vì phán đoán sai lầm, nếu sớm có phòng bị thì kết quả tất nhiên sẽ không thảm như vậy. Bên cạnh đó, sắc mặt Thần Thiên Nam cũng hiện lên chút lạnh lẽo, tuy hắn không xem thường Tiêu Viêm, nhưng không ngờ ngay cả Dịch Tu La hung danh vang dội của Thiên Minh Tông cũng thua trong tay người này. Nếu cứ tính như vậy, chỉ sợ Tiêu Viêm này dù xem khắp thế hệ thanh niên tại Trung Châu cũng có thể chân chính được xưng tụng là nổi tiếng. Huống chi, người trẻ tuổi đánh bại Dịch Trần này còn là một luyện dược sư sở hữu kỹ thuật chế thuốc hơn xa phần đông trưởng lão trong đan tháp. Từ đấu khí cho đến luyện dược, đều có thành tích đáng kiêu ngạo như vậy, tuy không phải chỉ có một mình Tiêu Viêm, nhưng vấn đề lại là tuổi của hắn vẫn còn rất trẻ. Người này không thể lưu, nếu không ngày sau sẽ thành họa lớn. Trong lòng Thần Thiên Nam xẹt qua chút sát ý lành lạnh, bước về phía trước một bước, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại vị trí cách Tiêu Viêm một trượng. Một tiếng quát lạnh như sấm sét nổ, vang trên sân rộng, thằng nhãi, ngay giữa ban ngày dám cướp đồ của người khác, sư phụ mày không dạy mày lễ tiết sao? Tiếng quát lạnh vừa dứt, bàn tay Thần Thiên Nam đã trực tiếp xuyên thủng hư không, hung hăng chộp vào đầu Tiêu Viêm. Xem bộ dạng này, nếu bị chảo chụp trúng, đầu Tiêu Viêm chắc chắn sẽ như một quả trứng bị bóp nát. Thần Thiên Nam, sắc mặt Khâu Lăng đang đứng bên ngoài lúc này cũng biến đổi, phẫn nộ quát lên. Đối với tiếng gầm của Khâu Lăng, Thần Thiên Nam vẫn như không nghe thấy, sát ý của hắn với Tiêu Viêm giờ đã lên đến mức đỉnh điểm. Hôm nay nếu không tự tay đánh chết thì sau này hắn sẽ lâm vào cảnh khốn đốn đủ đường. Thằng nhãi, đền mạng cho con tao đi. Vẻ mặt Thần Thiên Nam dữ tợn, khi bàn tay hắn sắp đánh đến mục tiêu thì trên mặt Tiêu Viêm lại hiện lên một nụ cười lạnh, cong ngón tay búng ra, một bóng người màu vàng lột xuất hiện trước mặt. Đang, khi bàn tay Thần Thiên Nam vỗ mạnh vào thân thể màu vàng nhạt kia thì lại vang lên một tiếng động thanh thúy như đánh vào kim thiết. Lực đạo kinh khủng đến vậy mà thân thể người kia không hề chấn động dù chỉ một chút. Một chưởng đánh ra, sự đau nhức truyền đến từ lòng bàn tay làm sắc mặt Thần Thiên Nam biến đổi, ánh mắt ngước lên, chỉ thấy một khuôn mặt không hề có cảm xúc. Một nắm tay màu vàng nhạt chợt phá không đến, đánh thẳng về phía đầu hắn. Nhìn một quyền rực rỡ kim quang này, lông tơ trên người Thần Thiên Nam đều dựng đứng lên, đấu khí mênh mông hội tụ trong lòng bàn tay rồi vội vàng đón chiêu. Ầm. Tiếng động trầm thấp vang lên giữa bầu trời, một đạo kình phong vô hình khuếch tán như sóng biển, bãi đá đã hóa thành đá vụn giờ lại trực tiếp văng tung tóe thành bụi phấn. Chỉ vừa giao thủ một chiêu, Thần Thiên Nam đã bay ngược ra ngoài, hai chân lùi lại vài chục bước mới khiếp sợ ngẩng đầu lên. Nhìn khôi lỗi màu vàng nhạt trước mặt Tiêu Viêm, cảm giác chết lặng truyền đến từ lòng bàn tay, làm cho đầu hắn như biển động, trời, rung. Với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra thứ kia chỉ là một khôi lỗi, nhưng thực lực của khôi lỗi này lại làm cho cả người hắn phát run. Khôi lỗi cấp bậc đấu tôn. Nghĩ đến đây, miệng Thần Thiên Nam liền có cảm giác khô khốc, cảnh giới mà người bình thường có tu luyện cả đời cũng không thể với đến. Nhưng hiện giờ một con khôi lỗi trên người tên nhãi Tiêu Viêm này cũng có thực lực như vậy. Thương, thương. Trong khi Thần Thiên Nam kinh ngạc, đám người Huyền Minh Tông đều rút vũ khí từ trong nạp giới ra, mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nhìn như chỉ cần một tiếng ra lệnh của Thần Thiên Nam, bọn họ sẽ lập tức xông đến băm Tiêu Viêm thành thịt vụn rồi cho lên chảo rán, nêm gia vị. Rắc thêm ít hạt tiêu, rồi chút ra đĩa mà sơi vậy khi bọn người kia rút ra vũ khí thì hai đạo thân ảnh cũng chậm rãi hiện lên bên cạnh Tiêu Viêm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chúng, hai cỗ khí tức mênh mông mơ hồ phát ra dọa đám người hung thần ác sát kia sợ đến mức lùi liền hai bước. Hai vị đấu tôn xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm dĩ nhiên là Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả. Hai người này không ra tay vì họ biết loại như Dịch Trần này Tiêu Viêm cũng thừa sức giải quyết, nhưng điều không ngờ đến là Thần Thiên Nam lại đột nhiên ra tay. Nhìn hai người Tiểu Y Tiên, sắc mặt Thần Thiên Nam cũng biến đổi, hắn tự nhiên cảm ứng được thực lực của hai người rõ ràng là đấu tôn cường giả. Điều đáng sợ là nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp mặc áo trắng kia còn gây cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Nhưng thứ làm hắn đau đầu nhất vẫn là Thiên Yêu Khôi đang đứng sừng sững trước mặt Tiêu Viêm kia, trải qua lần giao thủ trước. Trong lòng Thần Thiên Nam rõ ràng, nếu thực sự phải giao thủ,
chỉ sợ tên khôi lỗi kia có thể sẽ cho hắn ăn nguyên một bữa hành. Tiểu tử này thật quỷ dị, bên cạnh có nhiều cường giả như thế, dù không có đan tháp che chở thì những người tới đây hôm nay e rằng cũng không làm gì được hắn. Khóe miệng Thần Thiên Nam giật giật, trải qua một phen cân nhắc, sắc mặt cũng dần trở nên xanh mét. Đám người hắn mang đến dù muốn đánh thì vẫn còn chưa đủ để chết. Ba đấu tôn cường giả, dù có lục tung cả Huyền Minh Tông của hắn cũng không tìm được. Nhìn tình thế nghịch chuyển đột ngột, Thần Thiên Nam cũng có chút xấu hổ, đánh thì không lại, đồ thì bị cướp, giờ có thể làm được gì? Sắc mặt Dịch Trần cũng biến đổi, dù hắn tự nhận là trong độ tuổi này cực ít người có thể vượt qua hắn, nhưng đối mặt với đấu tôn cường giả thì cũng không thể không thu liễm ngạo khí của mình lại. Đấu tông đỉnh phong và đấu tôn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, không thể cân nhắc sự chênh lệch giữa hai cấp độ này được. Hiện giờ bên Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện ba đấu tôn cường giả như vậy, mục đích đến của bọn chúng hôm nay chắc chắn là không thể thực hiện được. Trước thực lực chân chính, bất kể lý do gì cũng là vô dụng, nếu như bây giờ bọn hắn mang đến được 10 vị đấu tôn cường giả thì căn bản không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ bắt Tiêu Viêm là xong. Đáng tiếc, bây giờ số lượng cường giả bên hắn còn không bằng đối phương, thì còn đánh thế nào đây? Thần Tông Chủ, chuyện ngươi làm hôm nay đủ rồi đấy, nếu còn tiếp tục, chỉ sợ ngay cả ba vị hội trưởng đều sẽ không vừa mắt. Thần sắc Khâu Lăng có chút âm trầm, Thần Thiên Nam dẫn người đến tận cửa đan tháp gây chuyện, nếu việc này truyền ra thì sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của đan tháp. Nhưng cũng may bản lãnh của Tiêu Viêm không kém, không chỉ thuận lợi hóa giải nguy cơ lần này mà còn hung hăng tát vào mặt Huyền Minh Tông một cái. Nghe vậy, Thần Thiên Nam khẽ biến sắc, Dịch Trần bên cạnh cũng lạnh lùng hỏi, Khâu Lăng trưởng lão, ngươi cho rằng đồ của Thiên Minh Tông ta dễ cầm như vậy sao? Cái này gọi là chiến lợi phẩm. Tiêu Viêm cười cười sửa lại, vẻ mặt thoải mái dễ chịu làm ánh mắt Dịch Trần như muốn phun ra lửa. Thằng lèo mép, Thần Thiên Nam cười lạnh một tiếng, nhưng còn chưa nói hết câu, một âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên. Thần Tông Chủ, vở hài kịch hôm nay cũng nên kết thúc rồi, nếu cứ tiếp tục làm tới thì cũng đừng trách đan tháp không nói lý lẽ. Còn Dịch Trần ngươi nếu có thể đại biểu Thiên Minh Tông từ nay đối địch với đan tháp thì biến về ngay lập tức đi, ta cũng muốn xem Thiên Minh Tử sẽ xử lý ngươi thế nào. Âm thanh lạnh như băng kia vang lên thì không gian trước mặt Tiêu Viêm bỗng vặn vẹo, Huyền Y chậm rãi bước ra từ bên trong, ánh mắt uy nghiêm đảo qua mọi người. Thấy Huyền Y xuất hiện, Khâu Lăng bên cạnh liền vội vàng khom người hành lễ, mà đám người Thần Thiên Nam cùng Dịch Trần thì sắc mặt lại kịch biến. Bất kể là thân phận, thực lực hay danh vọng, so với Huyền Y thì bọn họ còn xa mới có thể so sánh. Dù là Thiên Minh Tử tông chủ của Thiên Minh Tông ở đây lúc này, chỉ sợ cũng phải khách khách khí khí. Lúc này, dù là người kiêu ngạo như Dịch Trần cũng vã mồ hôi như mưa, lời lúc trước hắn nói cũng chẳng phải sự thật. Thiên Minh Tông không thể chỉ vì một Tiêu Viêm mà đi đắc tội với đan tháp. Nếu Huyền Y hội trưởng đã ra mặt, vậy chuyện hôm nay trước hết dừng ở đây, nhưng một khi lão phu điều tra rõ chân tướng tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Khóe môi Thần Thiên Nam giật giật, rốt cục cũng cắn răng bỏ lại một câu dọa dẫm để giữ thể diện, phất phất ống tay áo mang theo một đám người mặt mày xám xịt rời đi. Hắn cũng không nghĩ tới việc chỉ vì một người Tiêu Viêm mà ngay cả cự đầu của đan tháp cũng xuất hiện. Nhìn thấy đám Thần Thiên Nam rời đi, Dịch Trần cũng chỉ có thể không cam lòng liếc nhìn Tiêu Viêm một cái rồi xoay người bỏ đi, bộ dạng cực kỳ chật vật. Nhìn thấy đám người này xám xịt rời đi, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ lắc đầu, tung tung huyết sắc nạp giới trong tay, cười nhạt nói, một đám cáo mượn oai hùng. Những việc thế này ngươi, lộ diện làm gì? Khâu Lăng sẽ giải quyết giúp ngươi. Huyền Y xoay người lại, nhịn không được mà trách cứ hắn. Bọn hắn đã đánh tới cửa, còn có thể lùi bước sao? Tiêu Viêm cười đáp. Quên đi, ta cũng lười mắng ngươi, tính nết y như cái lão già kia. Huyền Y bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi vào bên trong đan tháp, nhẹ giọng bỏ lại một câu, vào đi, đã có tin tức về nơi Dược Trần bị giam giữ. Nghe được lời này, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm chậm rãi biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo sắc bén. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1209, Vong Hồn Sơn Mạch. Trong đại sảnh rộng mở, bóng người ngồi chi chít, bầu không khí khá yên tĩnh. Từ lúc Tiêu Viêm tiến vào đại sảnh,
ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào ba người Huyền Không Tử, ngay cả hô hấp cũng dồn dập vì kích động. Diêu Trần đã bị bắt khoảng 5-6 năm rồi, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chắc chắn phải chịu không ít đau khổ. Một thân bản lãnh của Tiêu Viêm đều do Dược Lão dẫn đường nên mới có được ngày nay, bởi vậy, chỉ cần là việc có liên quan đến Dược Lão thì cảm xúc của hắn sẽ trở nên dao động. Tiểu tử, đừng nên gấp gáp như vậy, giải cứu Dược Trần không phải chuyện đơn giản, chỉ cần sai sót một chút thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhìn vẻ mặt Tiêu Viêm, Huyền Không Tử không khỏi khuyên bảo. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng nhẹ nhàng gật đầu, hít thở sâu vài lần, cố gắng dằn lòng mình xuống, trong con người nhất thời khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi, sao lại có tin tức nhanh đến như vậy? Cũng không tính là nhanh, thật ra những năm gần đấy chúng ta đã tìm được những tin tình báo này, giờ chỉ còn việc xác nhận nó mà thôi. Huyền Không Tử cười đáp, hồn điện đã chuyển lão sư đến đâu? Ánh mắt Tiêu Viêm không chớp nhìn chằm chằm vào Huyền Không Tử, chậm rãi hỏi. Huyền Không Tử cười cười, lấy một tấm bản đồ từ trong nạp, giới ra, trải lên mặt bàn, chỉ vào địa vực phía tây bắc của Trung Châu, nói hồn điện có không ít phân điện bí ẩn ở Trung Châu. Người bình thường căn bản không thể phát hiện ra chúng, mà ở vùng núi vong hồn phía tây bắc này có một phân điện bí mật của hồn điện. Lão sư bị chuyển đến phân điện ở vùng núi vong hồn này. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên, hỏi. Huyền Không Tử khẽ gật đầu đáp, vùng núi này cũng là một hung địa của Trung Châu, không biết vì sao. Hàn khí nơi đó vô cùng dày đặc, sương lạnh che khuất bầu trời, nếu không biết đường thì chắc chắn sẽ lạc trong đó. Hơn nữa, bên trong dãy núi còn có không ít ma thú khát máu cường hãn hơn bên ngoài rất nhiều, ứng phó khá phiền toái. Hồn điện chọn nơi này lập phân điện cũng do địa thế hiểm hóc và sự bí mật của nó, vùng núi vong hồn. Tiêu Viêm thì thầm một tiếng, nếu đó là nơi giam giữ Dược Lão thì đừng nói hàn khí, dù có là núi đao biển lửa thì hắn cũng không chần chừ mà xông vào. Phân điện đó có bao nhiêu cường giả đấu tôn? Tiểu Y Tiên bên cạnh lại nhẹ giọng hỏi vấn đề quan trọng nhất. Tiêu Viêm gặp chuyện liên quan đến Dược Lão thì sẽ trở nên kích động, lúc này chỉ mình nàng có thể chú ý được nhiều vấn đề hơn. Nghe được vấn đề Tiểu Y Tiên nói, Tiêu Viêm cũng tỉnh ngộ, cũng vội vàng gật đầu, vấn đề này mới là quan trọng nhất. Nếu như ngay cả quân lực phòng ngự của địch cũng không rõ, mà còn dám xông vào lung tung thì chính là chui đầu vào giọ. Hồn điện khá xem trọng Dược Trần, lực lượng phòng ngự trông coi hắn tất nhiên sẽ không quá yếu. Theo tình báo chúng ta lấy được, có khoảng 5 tên đấu tôn trấn thủ ở vong hồn sơn mạch. Nói đến đoạn này, dù là Huyền Không Tử cũng ngưng trọng hẳn lên, 5 tên đấu tôn, chỉ số lượng thôi cũng đủ để các thế lực nhất lưu ở Trung Châu phải nơm nớp lo sợ. 5 người. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm cũng hơi đổi, khẽ hít sâu một hơi, 5 tên đấu tôn chỉ để phòng. Thủ một cái phân điện, hồn điện thừa người sao? Sắc mặt Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả cũng ngưng trọng hơn rất nhiều, hiển nhiên cũng bị bút tích này của hồn điện chấn nhiếp. Tiêu Viêm tính toán, bên hắn thêm cả Thiên Yêu Khôi thì nhiều lắm cũng chỉ có 3 vị cường giả đấu tôn. Hắn hôm nay cũng có thể giằng co với một người nhưng nếu phải đối mặt với cả 2 thì e rằng cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ Phong Tôn giả tới, lúc đó nhân số 2 bên sẽ cân bằng, 1-1. Tiêu Viêm trầm ngâm nói, đó đã là toàn bộ chưa? Tiểu Y Tiên trầm mặc một lát, lại hỏi thêm. Dựa trên tin tức thu được thì chỉ có 5 tên đấu tôn, nhưng phân điện nơi đó khẳng định sẽ có một số hộ pháp của hồn điện, nếu bọn chúng liên thủ thì sức chiến đấu cũng không yếu. Huyền Không Tử đáp, lũ hộ pháp kia thật ra không khó giải quyết, nhưng có một điều các ngươi cần lưu ý, đó là hồn điện Thiên Tôn. Huyền Y bên cạnh sắc mặt ngưng trọng nói, Thiên Tôn. Nghe được cái tên xa lạ này, mấy người Tiêu Viêm đều sửng sốt. Hộ pháp của hồn điện có 3 loại cấp bậc thiên, địa, nhân, mà Tôn Lão mặc dù không phân chia cấp bậc nghiêm khắc như vậy nhưng vẫn có thứ tự. Mà Thiên Tôn đó cường giả cấp bậc cao nhất trong các Tôn Lão. Còn về thực lực của họ, ít nhất ngươi phải biết rằng lão họ Mộ Cốt kia còn không có tư cách để trở thành hồn điện Thiên Tôn. Huyền Y trầm giọng nói. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại. Thực lực Mộ Cốt lão nhân ở chừng tam tinh đấu tôn, ngay cả hắn cũng không có tư cách xưng là thiên tôn. Vậy mấy tên hồn điện thiên tôn chẳng phải ít nhất cũng là ngũ tinh đấu tôn sao? Nghĩ đến đây, dù lấy định lực của Tiêu Viêm cũng phải cau mày lại, trong cấp bậc đấu tôn, cách biệt giữa mỗi tinh cấp đều là một trời một vực. Rất nhiều đấu tôn cố gắng mấy chục năm cũng không cách nào tăng được một tinh,
bởi vậy có thể nhìn ra được khoảng cách giữa các tinh cấp trong đấu tôn chênh lệch đáng sợ như thế nào. Ngũ tinh đấu tôn sợ rằng chỉ có Tiểu Y Tiên và Thiên Yên Khôi liên thủ mới đủ sức đánh một trận, nhưng như vậy, số lượng đấu tôn của hai bên sẽ lại chênh lệch. Hồn điện này quả nhiên đáng sợ. Thở ra một hơi dài, mặc dù Tiêu Viêm không muốn thừa nhận, nhưng thế lực kinh khủng như thế này dù nhìn khắp đại lục thì ngoại trừ cổ tộc và một số thế lực lưu truyền từ viễn cổ ra, ai có thể chống lại. Cũng không cần quá lo lắng, địa vị của Thiên Tôn tại Hồn Điện là cực cao, cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Năm tên đấu tôn canh giữ Dược Trần đã quá nhiều rồi, nếu thêm một Thiên Tôn nữa thì cũng bó tay với chúng. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của Tiêu Viêm, Huyền Không Tử phất phất tay an ủi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bây giờ cũng chỉ mong là thế. Nếu Thiên Tôn có địa vị cao như vậy thì chắc sẽ không ở trong một phân điện nhỏ nhoi, dù sao hầu hết cường giả đều có chút quái gở. Tin tức mà chúng ta lấy được cũng chỉ có vậy, đan vực cách vùng núi vong hồn cũng không quá xa, đi khoảng 5 ngày là có thể đến. Huyền Không Tử chậm rãi nói, rồi lấy ra một quyển trục da dê từ trong nạp giới đưa cho Tiêu Viêm, đây là bản đồ của nó, phân điện kia nằm ở vị trí trung tâm. Tiếp nhận bản đồ, Tiêu Viêm cẩn thận mở ra xem xét một phen. Bản đồ đánh dấu cực kỳ chi tiết, tuy nói sương mù rất đặc nhưng dựa vào bản đồ rõ ràng thế này, thuận lợi tiến vào chắc cũng không khó. Đa tạ Huyền lão, thu bản đồ vào nạp giới, Tiêu Viêm chắp tay nói. Việc nhỏ mà thôi, nhưng chúng ta chỉ có thể giúp được đến vậy. Ai? Mọi việc vẫn phải dựa vào các ngươi. Huyền Không Tử khoát tay áo than thở. Tiêu Viêm cười nói, nếu không có đan tháp hỗ trợ thu thập thông tin tình báo, chúng ta muốn tìm ra nơi giam giữ lão sư cũng khó, đây cũng đã là đại ân rồi. Huyền Không Tử gật đầu cười hỏi, vậy các ngươi định khi nào đi? Tiêu Viêm trầm ngâm một chút, đáp, hành động lần này phải chuẩn bị chu toàn, ít nhất cũng phải đợi Phong Tôn giả tới đã. Ừ, ha ha, là lão già kia sao? Nghe vậy, ba người Huyền Không Tử bật cười nói, lão già kia rất thân với Dược Trần, tìm hắn tới quả thật là một trợ lực lớn. Có hắn đi theo, chúng ta cũng yên tâm hơn. Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười, Phong Tôn giả cũng rất có danh tiếng tại Trung Châu. Mấy năm gần đây để tìm tung tích Dược Trần cũng không ít lần va chạm với Hồn Điện, có hắn cùng hành động, việc giải cứu Dược lão sẽ thêm phần chắc chắn. Vậy cứ chờ tin của lão già này đã, lấy tốc độ của hắn, chắc khoảng nửa tháng sẽ tới đan vực. Huyền Không Tử vuốt chòm râu cười. Tiêu Viêm cũng cười theo, trong vòng nửa tháng này, hắn có thể tăng lên thực lực của đoàn người bên cạnh hắn, mà Phục Thanh Linh Đan cho Thiên Hỏa Tôn giả cũng chuẩn bị bắt tay vào luyện chế. Hiện giờ thực lực bên hắn mạnh hơn bao nhiêu thì đến lúc đó tỷ lệ thành công sẽ cao bấy nhiêu. Dù sao đây cũng là lần hành động hung hiểm nhất cũng như quan trọng nhất của hắn trong mấy năm nay. Hắn cần phải toàn lực ứng phó, không thể vì những sai sót nhỏ mà hỏng việc được. Bàn bạc thêm một lúc về vong hồn sơn mạch với ba người Huyền Không Tử, Tiêu Viêm cũng không ở lâu, dẫn theo đám người Tiểu Y Tiên chắp tay cáo từ rồi vội rời đi. Hiện giờ thời gian của hắn rất cấp bách, không thể lãng phí. Nhìn đám người Tiêu Viêm biến mất bên ngoài đại sảnh, ba người Huyền Không Tử liếc nhau một cái, rồi cùng than nhẹ. Hy vọng bọn họ có thể cướp được người từ tay Hồn Điện. Việc này chưa từng xuất hiện từ trước đến nay, không biết nó có thể thành công hay không. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1210, Vạn sự sẵn sàng. Trong phòng, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên giường, ngón tay vuốt ve chiếc nạp giới màu đỏ như máu, đây đúng là thứ hắn đã đoạt được khi giao thủ với Dịch Trần. Địa vị của người này trong Thiên Minh Tông cũng không thấp, vật phẩm trong nạp giới tất nhiên sẽ khá phong phú. Cái này coi như là lợi nhuận đi. Khẽ thở sâu một hơi, một luồng linh hồn lực phát ra từ mi tâm của Tiêu Viêm, sau đó xâm nhập vào chiếc nạp giới này, nhưng khi linh hồn lực vừa mới tiến vào đã bị một lực lượng đánh ngược trở lại. Bị bố trí linh hồn ấn ký rồi sao? Linh hồn lực bị đẩy ngược, chân mày Tiêu Viêm cau lại. Tuy thực lực của Dịch Trần không kém, nhưng nếu so về lực lượng linh hồn, chỉ sợ 10 người như hắn cộng lại vẫn kém Tiêu Viêm, loại linh hồn ấn ký này chẳng hề có nửa điểm tác dụng đối với hắn. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát qua nạp giới màu đỏ, một luồng linh hồn lực mênh mông như thủy triều bùng phát ra. Chỉ nghe một tiếng rắc rất nhỏ vang lên,
linh hồn ấn ký trong nạp giới kia đã trực tiếp bị Tiêu Viêm xóa đi. Tùy tay xóa sạch đi linh hồn ấn ký trong nạp giới, linh hồn lực của Tiêu Viêm cuối cùng cũng có thể tiến vào mà không gặp trở ngại gì. Bàn tay khẽ động, một quyển trục đỏ như máu liền hiện ra. Huyết Tà Công. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua quyển trục rồi dừng lại trên ba chữ màu đỏ, mùi tanh của máu nhất thời tràn ngập ra xung quanh. Cẩn thận cởi bỏ quyển trục, Tiêu Viêm liếc mắt xem sơ qua giới thiệu về công pháp này, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Một lát sau mới nhẹ giọng than thở, quả nhiên đủ huyết tinh, loại công pháp này quá mức tà dị cùng tàn nhẫn. Phải cắn nuốt máu thịt, hấp thụ đấu khí của đối phương. Huyết Tà Công này, dù ở Thiên Minh Tông cũng có thể coi là loại công pháp đứng đầu, điểm này chỉ cần nhìn Dịch Trần kia mới 30 tuổi đã đạt đến mức đấu tông đỉnh phong là có thể nhìn ra. Tuy nói thiên phú của hắn cũng là một nguyên nhân, nhưng càng nhiều là dựa vào công pháp quỷ dị này. Nhưng loại thủ đoạn hấp thụ đấu khí người khác để tăng cường thực lực dù sao, cũng không tính là thượng thừa, nếu hấp thụ quá nhiều, sẽ mất đi sự tinh thuần của đấu khí, ảnh hưởng đến việc đột phá những cảnh giới sau này. Khi đó, chỉ có cách phế bỏ công pháp này để tu luyện lại, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng tạp chất trong đấu khí phản phệ lại mà tử vong. Đọc lướt qua cái gọi là Huyết Tà Công này, Tiêu Viêm cũng nhìn ra những mặt cực đoan của nó. Thứ này có thể làm cho người ta có được thực lực một cách nhanh chóng, nhưng hậu quả lại quá lớn, và lại. Quá trình tu luyện cũng cực độ tàn nhẫn huyết tinh, không phải người có bản tính lạnh lùng, thì sợ rằng không cách nào tu luyện loại công pháp này. Thiên Minh Tông quả nhiên là một tà tông. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, tiện tay ném Huyết Tà Công vào nạp giới của mình. Bất kể thế nào, nó cũng miễn cưỡng có thể tính là địa giai cao cấp công pháp. Ngày sau nếu đem ra đấu giá, tất nhiên có thể đổi được một vài vật phẩm xa xỉ có giá trị khác. Cất kỹ Huyết Tà Công, Tiêu Viêm lại lật tung chiếc nạp giới kia lên, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được thứ gì đủ để làm cho hắn động tâm. Khi đang định bỏ qua thì linh hồn lực đột nhiên chú ý đến một góc của nạp giới. Nơi đó có một quyển trục màu xám không quá thu hút, nhưng Tiêu Viêm lại có thể mơ hồ cảm thấy sát phạt khí hung lệ phát ra từ bên trong. Đây là... Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, loại sát phạt khí này làm hắn có cảm giác khá quen thuộc. Nhớ lại lúc nãy, hình như khi Dịch Trần thi triển đấu kỹ cuối cùng cũng có sát phạt khí giống như vậy. Bàn tay nắm chặt, quyển trục màu xám liền xuất hiện. Tiêu Viêm búng tay đem nó mở ra, vài chữ viết nhìn bình thường nhưng lại ẩn chứa sát phạt khí vô cùng vô tận xuất hiện trước mặt hắn. Thiên Minh Tu La Thủ. Tiêu Viêm khẽ thì thầm một tiếng, trong mắt lại xẹt qua một chút tinh quang, thứ này quả nhiên là đấu kỹ cuối cùng mà Dịch Trần thi triển lúc trước. Khi giao chiến, Tiêu Viêm đã tự thân thể nghiệm, sức mạnh của Thiên Minh Tu La Thủ, cái loại sát phạt khí sắc bén này đúng là phi thường mạnh. Nhưng rõ ràng là Dịch Trần chưa tu luyện loại đấu kỹ này đến đỉnh điểm. Có lẽ là do huyết tinh khí trong người hắn quá nồng đậm nên uy lực bị giảm đi không ít. Thiên Minh Tu La Thủ cần phải có một ý chí sát phạt không lùi, ý chí này không phải là thứ huyết tinh khí có thể bù lại. Đấu kỹ này có thể xưng là một tuyệt học chấn tông của Thiên Minh Tông, uy lực tất nhiên không chỉ như khi Dịch Trần từng thi triển. Tên kia quá tự phụ. Thực ra hắn cũng chưa hề lĩnh ngộ được chân lý của Thiên Minh Tu La Thủ. Tiêu Viêm tỉ mỉ nghiên cứu lại quyển trục một lần, chợt thở ra một hơi hưng phấn nói. Dựa theo phỏng đoán của Tiêu Viêm, nếu triệt để thi triển Thiên Minh Tu La Thủ, thì sợ rằng chỉ có học được ấn thứ 5 trong đế ấn quyết mới thắng được nó. Có thể trở thành tuyệt học chấn tông của Thiên Minh Tông, thứ này quả nhiên có đặc trưng riêng của mình. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve quyển trục, vẻ tươi cười trên khuôn mặt lại càng nồng đậm. Không ngờ Dịch Trần lại đến tận cửa tặng mình một bảo bối như vậy. Nếu có thể học được Thiên Minh Tu La Thủ thì sức chiến đấu của hắn chắc chắn sẽ được đề cao, ngày sau cũng nhiều thêm một thủ đoạn để tranh đấu với người khác. Và lại, không bao lâu nữa hành động giải cứu dược lão sẽ bắt đầu, bây giờ đưa tới Thiên Minh Tu La Thủ cho hắn. Không thể không nói rằng Dịch Trần kia chọn thời điểm thật đúng lúc a, vì còn phải chờ Phong Tôn giả đến, bởi vậy đám người Tiêu Viêm vẫn còn có một khoảng thời gian để chuẩn bị. Đối với hành động hung hiểm bực này, dù thời gian lâu như thế cũng có vẻ không đủ. Bởi vậy, từ sau khi lấy được tình báo từ ba vị cự đầu, Tiêu Viêm liền lựa chọn bế quan một lần nữa. Lần này hắn bế quan, không chỉ để tranh thủ chờ Phong Tôn giả đến, mà còn đem Phục Linh Thanh Đan luyện chế ra trợ giúp Thiên Hỏa Tôn giả, cuối cùng rút ra một ít thời gian để tu luyện Thiên Minh Tu La Thủ. Nhiều thêm một thủ đoạn, cũng là nhiều thêm một phần an toàn.
Mặc kệ một phần trợ giúp này có vẻ cực kỳ bé nhỏ, nhưng so với không có thì vẫn tốt hơn nhiều. Đối với cử chỉ có chút điên cuồng của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng không biết làm sao, đồng hành với Tiêu Viêm nhiều năm như vậy, nàng cũng hiểu, để giải cứu lão sư của mình, Tiêu Viêm đã cố gắng rất nhiều. Hiện giờ vạn sự đã sẵn sàng, hắn lại càng dám thả lỏng chút nào. Mà như bị Tiêu Viêm ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn Giả cũng rất ít ra ngoài. Bọn họ đều hiểu được tầm quan trọng của hành động lần này đối với Tiêu Viêm, vì vậy tận lực tăng lên một chút thực lực để mọi việc thêm phần chắc chắn. Bọn họ điên cuồng tu luyện cũng làm cho đám người Huyền Không Tử có chút bất lực, chỉ đành dặn dò người dưới đừng để cho ai đến quấy nhiễu đám người Tiêu Viêm. Cũng phái thêm vài thị nữ túc trực để xem khi Tiêu Viêm luyện đan có thiếu loại dược liệu gì không, lúc đó đan tháp sẽ trực tiếp phái người mang đến. Khi Tiêu Viêm mất ăn mất ngủ bế quan, thời gian nửa tháng cũng lặng yên trôi qua. Nửa tháng này, ở đan tháp cũng có một lần ồn ào, nguyên do là trên bầu trời của đan tháp đột nhiên xuất hiện lôi vân, bên trong nó còn ẩn chứa hai loại màu sắc. Xem bộ dáng này, hiển nhiên trong đan tháp có một vị luyện đan tông sư nào đó đã luyện chế thành công bát phẩm đan dược. Nhưng khi bọn họ đang kinh ngạc vì đan lôi trên bầu trời thì một đạo kim quang lại bay ra từ trong đan tháp, đem vô số sấm sét của nhị sắc đan lôi phá tan mà thân thể không bị chút tổn hại nào, sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Một màn này, người ở đan tháp cũng đã không xa lạ gì, khi bọn họ thấy kim sắc thân ảnh xuất hiện thì liền hiểu được, người luyện chế bát phẩm đan dược kia chính là quán quân của đan hội lần này, Tiêu Viêm. Đối với hiện tượng này, không ít luyện dược sư đều thán phục. Có thể nói, bát phẩm đan dược là một thứ bọn họ rất khó chạm tới, nhưng ở trong tay Tiêu Viêm người còn nhỏ tuổi hơn họ rất nhiều thì dường như lại tùy ý mà ra. Sự tương phản rõ rệt làm cho họ phải xấu hổ, quả nhiên người với người là không thể so sánh a. Hai ngày sau khi đan lôi biến mất, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng xuất quan sau nửa tháng đóng cửa tự kỷ, chẳng qua là khi xuất quan, bộ dáng lại có vẻ hết sức chật vật. Chật vật thì chật vật nhưng vẫn không làm bớt đi vẻ hưng phấn trên khuôn mặt hắn. Sau khi thất bại ba lần, hắn rốt cục cũng luyện chế thành công được phục linh thanh đan. Thiên Hỏa Tôn Giả vẫn thủ hộ bên ngoài, nhìn thấy bộ dáng chật vật như vậy của Tiêu Viêm thì cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng lúc đó, một viên đan dược rất tròn màu xanh đậm tràn đầy linh khí bay đến trước mặt lão. Không gian chợt vặn vẹo, lão cũng không nói nhảm nhiều lời, bắt lấy đan dược, lao thẳng về phòng mình. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng bật cười, lần bế quan này không chỉ luyện chế thành công phục linh thanh đan mà cả Thiên Minh Tu La Thủ cũng có khá nhiều lĩnh ngộ, tổng quát mà nói thì thu hoạch rất lớn. Lần xuất quan này, đem tất cả mọi việc đều chuẩn bị chu toàn, Tiêu Viêm rốt cục cũng nghỉ ngơi, an tâm điều dưỡng hai ngày, khôi phục trạng thái bản thân tới đỉnh phong. Hiện giờ, việc hắn cần phải làm duy nhất là ở chỗ này, yên lặng chờ Phong Tôn Giả đến, sau đó đi cứu dược lão. Tiêu Viêm cũng không cần chờ lâu, ngày thứ năm sau khi hắn xuất quan, lúc đang nghiên cứu tập luyện Thiên Minh Tu La Thủ, Tiêu Viêm đột nhiên đứng bật dậy, hắn nhận thấy được một khí tức mênh mông quen thuộc xuất hiện. Phong Tôn Giả đến rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 121 của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.